Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 39. Nhị Nha nói, người này rất ổn đó, bọn ta tới chỗ hắn chơi, hắn chưa bao giờ thu tiền, thậm chí còn cho chúng ta chọn người đứng đầu bảng luôn cơ. Diệp Quân trầm mặc. Hắn luôn có cảm giác câu lạc bộ vô biên gì đó hình như không phải một nơi làm ăn đứng đắn gì. Nhị Nha lại nói, ta cho người biết nha, tới những nơi như thế, người phải cho tiền bâu ơ, biết không? Diệp Quân nhìn về phía Nhị Nha, tiền bâu ơ. Nhị Nha nghiêm túc bảo, cho tiền bâu ơ thì ngươi có thể làm chuyện khác, tức là mấy cái dịch vụ không được liệt kê ra ấy mà. Nói đến đó, cô bé liếc nhìn Diệp Quân, nghiêm mặt bảo, bọn ta dẫn người tới chỗ đó chơi, nhưng không được nói với An Tỷ và Dương Ca, hiểu không? Diệp Quân gật đầu, được. Nhị Nha nhếch miệng cười, cháu ngoan. Sắc mặt Diệp Quân cứng đờ ra. Nhị Nha và Tiểu Bạch hết sức vui vẻ, đặc biệt là Nhị Nha. Lúc này cô bé còn làm nhảm hát hò, vẻ mặt đầy chờ mong. Diệp Quân cũng cười cười, tâm tình khá tốt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối đường hầm thời không, một niềm mong đợi nảy lên trong lòng. Nhị Nha đột nhiên hô to, sắp tới rồi. Diệp Quân gật đầu, hắn đã thấy một luồng sáng trắng. Giây lát sau, ba người đi qua luồng sáng trắng kia, ngay khi họ đi ngang qua nó, cả ba đột nhiên biến sắc. Bởi họ phát hiện, có một sức mạnh thần bí nào đó đã trấn áp tu vi của mình. Cái gì thế này? Diệp Quân vội vã quay sang phía Nhị Nha, Nhị Nha cũng nghệt mặt ra. Bất chợt, ba người rớt xuống. Diệp Quân biến sắc, lòng bàn tay mở ra, một kiếm ý đáng sợ từ trong cơ thể hắn phóng lên cao, nhưng trong nháy mắt, kiếm ý của hắn cũng bị trấn áp, không chỉ có thế, tu vi của hắn cũng đang điên cuồng bị đè xuống, lúc này hắn đã rớt xuống cảnh giới địa tiên. Diệp Quân hốt hoảng trong lòng. Ngay khi hắn định thử phản kháng lần nữa, một sức mạnh khủng bố như nghìn ngọn núi đè lên người hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Quân rơi thẳng xuống, suốt quá trình rơi, bất kể hắn cố gắng phản kháng cỡ nào cũng không hề có tác dụng gì. Chốc lát sau, hắn cảm thấy thân mình tiếp xúc thân mật với mặt đất, đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ. Xong đời. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn. Cứ thế, không biết đã qua bao lâu, Diệp Quân nghe thấy bên tai vang lên những âm thanh hỗn tạp. Hắn cau mày, cảm thấy đầu mình nặng trịch như thể bị rót chì. Chợt nghĩ tới điều gì, Diệp Quân vội ngồi phắt dậy, liếc nhìn xuống người mình, thân thể còn ổn, nhưng tu vi đã mất sạch. Toàn bộ tu vi đều biến mất. Diệp Quân hoàn toàn lâm vào bối rối. Chuyện gì thế này? Diệp Quân vội thử mấy lần. Nhưng đều không có tác dụng, tu vi biến mất sạch, thậm chí, hắn còn phát hiện, sức mạnh thân thể cũng đã biến mất. Ngay cả sức mạnh nội tại của thân thể cùng lực phòng ngự đều biến mất. Diệp Quân đã triệt để hoang mang. Nơi này có phong ấn và cấm chế. Hắn tức giận mắng to trong lòng, mẹ nó chứ, thằng khốn nào làm ra chuyện này. Đương nhiên, bên cạnh tức giận, nỗi khiếp sợ còn lớn hơn nữa. Thực lực của hắn lúc này đã có thể so với mệnh vận đại đế, nhưng lại bị cấm chế nơi này trấn áp. Người bày ra cấm chế ở đây phải mạnh cỡ nào? Hệ Ngân Hà có cao nhân. Diệp Quân âm thầm phòng bị. Chợt nghĩ tới điều gì, Diệp Quân đột nhiên nhìn quanh, khi thấy rõ cảnh tượng quanh mình, hắn ngây người ra. Đây là nơi quái quỷ nào? Bốn phía xung quanh đều là nhà cao tầng san sát, trên đường phố xe qua lại như mắc cửi. Người nườm nượp ngược xuôi. Một thế giới xa lạ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Quân trầm mặc. Đây là một thế giới hoàn toàn khác, người nơi này cùng mọi thứ của nó đều không giống với vũ trụ quan huyên. Chợt nhớ ra, Diệp Quân lại vội vã nhìn quanh tìm kiếm, nhưng hắn không thấy Tiểu Bạch và Nhị Nha đâu. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, hai đứa nhỏ đã gặp chuyện gì rồi. Nhưng ngẫm kỹ, hắn lại không quá lo lắng. Nhị Nha với Tiểu Bạch, một là ác tổ, một là linh tổ, dù tu vi bị phong ấn thì cũng thuộc hàng vô địch, hơn nữa, hai đứa còn rất quen thuộc với hệ ngân hà này. Diệp Quân cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn. Việc cấp bách hàng đầu hiện nay là khôi phục tu vi. Diệp Quân nhìn quanh, nhận ra bốn phía có người cứ chốc chốc lại nhìn mình, hắn biết, là do trang phục của mình không giống người nơi này. Diệp Quân trầm ngâm một lát rồi nghĩ tới một biện pháp. Đến câu lạc bộ vô biên, dĩ nhiên, hiện giờ hắn chỉ biết mỗi nơi đó, muốn khôi phục tu vi chỉ có thể tới câu lạc bộ vô biên,
tìm Vô Biên chủ. Diệp Quân ngồi nghỉ ngơi một lát rồi chậm rãi đứng lên, đi tới một cô gái vừa ngang qua trước mặt, hỏi cô nương, xin quấy rầy một chút. Cô gái bị Diệp Quân cản đường lập tức sáng trưng đôi mắt, Diệp Quân vận trang phục cổ đại, tất nhiên đây không phải trọng điểm là nhan sắc của người này thật sự quá đỉnh, tuấn tú như ngọc, hào sảng xuất trần. Quá đẹp trai. Cô gái kia hớn hở nhìn Diệp Quân, liên tục đánh giá diện mạo của hắn. Diệp Quân hỏi, cô nương, xin cho hỏi thăm, tới câu lạc bộ Vô Biên đi lối nào? Câu lạc bộ Vô Biên. Nghe thấy Diệp Quân hỏi thế, cô gái kia sửng sốt, ấn tượng tốt tức thì bay biến, cô gái trừng mắt với hắn một cái, đồ lưu manh. Mắng xong, cô gái quay đầu bỏ đi vừa ngoái lại, miệng lầm nhầm mắng gì đó. Diệp Quân đứng đó, sửng sốt ngây người. Lưu manh. Mình chỉ hỏi đường mà thôi, vì sao thành lưu manh? Diệp Quân không biết phải nói gì, lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, cau mày. Rốt cuộc là gã khốn nào đã bày cấm chế ở nơi này? 2. Diệp Quân khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi bước đi, đột nhiên. Rầm. Bất chợt, Diệp Quân cảm thấy người mình chợt đau nhức không thôi, sau đó bị văng về phía sau. Ai đánh lén ta? Đây là ý nghĩ cuối cùng của Diệp Quân trước khi rơi vào hôn mê. Có ai đó hô to, anh chàng kia vượt đèn đỏ. Tiếp sau đó, có tiếng cô gái nào kinh hoàng kêu, Cửu Nhi, mình đâm phải người ta rồi. Đâm chết chưa? Không chắc, ý, anh ta vừa nói gì đó. Nói gì? Hình như nói, lớn mật. Cho tôi mượn 100 triệu đi. Không rõ đã qua bao lâu, Diệp Quân chậm rãi mở mắt. Anh tỉnh rồi à? Vừa tỉnh lại, hắn đã nghe thấy một tiếng reo vui mừng truyền đến bên tai. Diệp Quân nhìn về phía đó, thấy đứng cạnh mình là một cô gái chừng 20 tuổi, tay ôm mấy cuốn sách, mặc chiếc áo lông dài màu trắng cùng một chiếc quần bó sát, vóc dáng khá cao, chừng 1m75, dáng người cũng rất đẹp, đặc biệt là đôi chân thon dài bó trong chiếc quần, trông cực kỳ nóng bỏng. Diện mạo cô gái đó cũng rất xinh đẹp, trang điểm nhạt, đôi mắt to, trong suốt như nước hồ thu. Diệp Quân mờ mịt hỏi, cô nương là? Cô gái trợn mắt, anh không nhớ gì à? Diệp Quân gật đầu. Quả thực hắn không nhớ gì cả. Chỉ biết mình bị người ta đánh lén. Cô gái do dự một chút rồi thành khẩn xin lỗi anh, tôi là người đâm phải anh. Nghe vậy, Diệp Quân nghi hoặc hỏi lại, cô đâm phải tôi? Cô gái gật đầu, anh vượt đèn đỏ. Diệp Quân nhăn mày, tỏ vẻ không hiểu, đèn đỏ gì cơ? Cô gái chớp chớp mắt nhìn Diệp Quân, anh. Nói đến đó, cô ấy đột nhiên quay đầu chạy ra ngoài. Diệp Quân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nhìn quanh, nhận ra lúc này mình đang nằm trên một chiếc giường, bên phải còn có một ông lão đang nằm. Đây là nơi nào? Trong lòng hắn nghi hoặc trùng trùng. Bên kia, một ông già vận blau trắng trầm tư một lát rồi nói, có lẽ cậu ta bị đâm ngã đập đầu nên đầu óc gặp vấn đề. Đầu óc có vấn đề. Nghe thấy ông già nói thế, cô gái sửng sốt, sau đó ảm đạm ỉu xìu, lòng cảm thấy băn khoăn, bèn vội hỏi, có thể chữa được không ạ? Ông già nói, cần có thời gian, nếu may mắn thì nhanh thôi, còn nếu không may. Cô gái khẽ thở dài, quay đầu trở về phòng bệnh. Khi về đến nơi, cô ấy thấy Diệp Quân đang đờ đẫn ngồi nhìn. Cô gái do dự giây lát rồi đi tới bên cạnh Diệp Quân. Ngập ngừng hỏi, anh, còn nhớ mình là ai không? Diệp Quân liếc nhìn cô gái trước mặt, đương nhiên. Cô gái vội hỏi lại, anh là? Diệp Quân đáp, Diệp Quân. Cô gái hỏi tiếp, nhà anh ở đâu? Diệp Quân trầm mặc. Nhà ở đâu? Ở Vũ Trụ Quan Huyên. Thấy Diệp Quân trầm mặc, cô gái hỏi, anh không nhớ rõ à? Diệp Quân thở dài khe khẽ, nói cô nương, tôi cũng muốn nói thật với cô, chỉ có điều... Lời tôi nói ra, có lẽ cô sẽ không tin lắm. Cô gái vội nói, anh cứ nói đi. Diệp Quân nhìn cô ấy, nhà tôi ở Vũ Trụ Quan Huyên, tôi là vua của Vũ Trụ Quan Huyên, hệ ngân hà này cũng là của nhà tôi, lần này tôi tới đây là để kế thừa hệ ngân hà. Nghe Diệp Quân nói xong, cô gái rơi vào trầm mặc, cuối cùng, cô ấy thở dài thật khẽ, lòng áy náy vô cùng, vết thương của người này có vẻ nặng đây. Ông lão nằm ở giường bên chợt nói với qua, đưa đến bệnh viện tâm thần đi.
Diệp Quân liếc nhìn ông lão cũng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thương hại, như là muốn nói cậu hết thuốc chữa rồi. Diệp Quân không nói gì. Cô gái lại bảo, anh còn nhớ rõ nhà anh ở đâu không? Hoặc là cho tôi một phương thức liên lạc, tôi liên hệ với người nhà anh. Phương thức liên lạc. Diệp Quân trầm mặc. Liên lạc cái quỷ gì? Hắn hoàn toàn không biết làm thế nào để liên hệ với Nhị Nha và Tiểu Bạch. Rơi vào tình thế bất đắc dĩ, Diệp Quân đành thở dài, lắc đầu, không biết. Cô gái lặng im không nói, xem ra, thương tích rất nặng cho nên khiến người này mất một phần ký ức rồi. Làm sao đây? Cô gái lâm vào băn khoăn khó xử. Cứ thế bỏ đi. Cô ấy cảm thấy làm như vậy thì lương tâm sẽ cắn rứt, bởi vì hiện giờ Diệp Quân đang bị thương nặng, nếu không có người chăm sóc, một mình ở bệnh viện sẽ rất khổ sở. Diệp Quân đột nhiên nói, cô nương, có thể cho tôi mượn chút tiền không? Cô gái ngừng suy nghĩ miên man, nhìn Diệp Quân, vay tiền à? Diệp Quân gật đầu. Hắn nghĩ, đi tới nơi này, để bảo đảm thì vẫn phải có ít tiền trong tay mới được, bởi vì hiện giờ hắn là một người bình thường. Không chỉ tu vi bị phong ấn mà năng lực đặc thù của thân thể cũng đã hoàn toàn bị phong lại. Vậy có nghĩa là, hiện giờ hắn không khác gì một người bình thường, hơn nữa, cũng sẽ đói sẽ khát. Như thế thật không quen nổi. Diệp Quân âm thầm thở dài trong lòng, rồi lại không nhịn nổi, buột miệng mắng ra, rốt cuộc là đồ quỷ thiếu đạo đức nào gây ra chuyện đó. Lại đi phong ấn toàn bộ ngôi sao màu xanh. Nghe thấy Diệp Quân muốn vay tiền, cô gái kia do dự một chút rồi hỏi, anh muốn mượn bao nhiêu? Diệp Quân nói, cho tôi mượn 100 triệu đi. Cô gái tức thì tròn mắt lên, 100 triệu. Diệp Quân gật đầu, xong việc tôi trả lại cô gấp 10. Cô gái trầm mặc, nhìn Diệp Quân, sắc mặt hết sức cổ quái. Diệp Quân cũng nhìn cô ấy, nghiêm túc nói, tôi nói thật, tôi không giống như cha tôi không lừa ai bao giờ. Cô gái vẫn im lặng nhìn Diệp Quân. Diệp Quân không cố gắng thuyết phục thêm. Cô gái kia đột nhiên nói, hay anh cứ an tâm ở lại đây dưỡng thương đi đã, đừng vội, bác sĩ nói tình hình của anh không nghiêm trọng lắm, chỉ cần một thời gian ngắn là khôi phục thôi. Tôi còn phải đi học, mai tôi quay lại thăm anh sau nhé. Nói đoạn, cô ấy định quay người ra khỏi phòng. Nhưng đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên túm lấy tay cô ấy, cô gái sửng sốt nhìn hắn. Diệp Quân do dự giây lát rồi nói, tôi đói bụng. Cô gái ngây ra, sau đó vội bảo, anh chờ chút nha. Nói xong, cô ấy vội bước ra cửa. Diệp Quân thở dài khe khẽ, hắn thử khôi phục tu vi nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Dù có vận hành đạo ấn cũng không thu được gì, đạo ấn như thể đã biến mất rồi. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt, lòng âm thầm đánh giá tình hình. Đây là cấm chế do chủ nhân bút đại đạo để lại sao? Hắn nghĩ tới chủ nhân bút đại đạo trước tiên là vì ông già điên đó cũng thường xuyên làm loại chuyện này, vẽ phong ấn khắp nơi. Nhưng ngẫm kỹ hơn, hắn lại thấy không đúng, chủ nhân bút đại đạo chẳng phải đã bị Thanh Nhi Cô trấn áp rồi sao? Thanh Nhi Cô? Diệp Quân chợt mở bừng mắt, chẳng lẽ là phong ấn do Thanh Nhi Cô tạo ra? Nhưng vì sao Thanh Nhi Cô phải tạo nên một phong ấn cấm chế ở nơi này? Diệp Quân không sao lý giải nổi. Lúc này, cô gái kia đã trở lại, tay còn cầm một hộp cơm, cô ấy đặt hộp cơm xuống trước mặt Diệp Quân, nói với vẻ áy náy, xin lỗi, tôi quên anh còn chưa ăn gì. Diệp Quân nhận hộp cơm, nói cảm ơn cô. Nói xong, hắn bắt đầu ăn. Cô gái cười cười, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường Diệp Quân, nhìn hắn. Lòng tò mò. Thực ra chàng trai trước mắt này trông rất bình thường, không giống một người có vấn đề về đầu óc. Hơn nữa, người này có diện mạo tuấn tú, phong thái khiêm cung lịch lãm. Diệp Quân mau chóng ăn xong, hắn lau miệng, nhìn cô gái trước mặt, chân thành nói cảm ơn cô. Cô gái cười bảo, không có gì. Nói đoạn, cô ấy dọn hộp cơm trống, rồi bảo tôi phải đi học đây, ngày mai sẽ quay lại thăm anh nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Cô gái cười cười, quay đầu đi ra cửa, ra đến cửa phòng, cô ấy lại đột nhiên quay đầu, nói với Diệp Quân, quên nói cho anh biết, tôi là Mộc Uyển Du. Tự giới thiệu xong, cô ấy mới đi ra ngoài. Diệp Quân ngồi trên giường, khẽ thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Ông lão giường bên đột nhiên cười gọi, này.
Diệp Quân quay sang nhìn ông ta, ông lão bảo, cậu vừa nói cậu là vua của vũ trụ Quan Huyên. Diệp Quân lại nhắm mắt, nói ông cũng không hiểu. Ông lão cười khùng khục, tôi hiểu, hiểu hết mà, cậu có phải binh vương không? Diệp Quân nhíu mày, nghi hoặc binh vương. Ông lão vội vàng nói, đúng vậy, chính là kiểu người lập được công lao cực lớn ở biên cương, nhưng vì căm ghét chuyện giết chóc nên bỏ về thành phố, muốn có cuộc sống của một người bình thường, sau đó giả ngầu tán gái đánh quái thăng cấp. Diệp Quân chỉ nhìn ông lão, không nói lời nào. Thấy Diệp Quân tỏ thái độ như vậy, ông lão nhíu mày, không phải à? Hay cậu là Long Vương? Kiểu như dưới quyền có 10 vạn tướng sĩ, có phải cậu còn có một đứa con gái? Có phải con gái cậu bị kẻ xấu bắt đi? Sau đó cậu gọi một cuộc điện thoại đi, thế là 10 vạn tướng sĩ ở biên cương ầm ầm chạy về. Diệp Quân lại nhắm mắt, không muốn giao lưu với người này. Nhưng ông lão kia vẫn tiếp tục, vẫn không phải à? Vậy hay là chuyển thế sống lại? Cậu là một bậc cao thủ tuyệt đỉnh đến từ thế giới khác, vì một nguyên nhân đặc thù mà chuyển thế đến nơi này. Sau đó đi làm người ở rể, bị nhà gái khinh thường, cuối cùng tỏ rõ thân phận, giả ngầu phản đòn vả mặt, phải không? Diệp Quân không để ý tới người này. Thấy Diệp Quân vẫn không nói, ông lão cau mày, đều không phải à? Không đúng, trong chuyện toàn là kiểu như thế mà. Diệp Quân đột nhiên hỏi, ông này, hỏi ông một câu. Ông lão nhìn về phía Diệp Quân, hỏi gì? Diệp Quân hỏi, câu lạc bộ vô biên ở đâu? Mẹ ơi! Ông lão ngồi phát dậy, trừng mắt nhìn Diệp Quân, lão già này là người đứng đắn, sao lại tới cái nơi đó được? Diệp Quân nhíu mày, nơi đó làm sao? Ông lão nhìn Diệp Quân, sắc mặt hết sức cổ quái, cậu chưa từng tới đó. Diệp Quân lắc đầu. Ông lão cười khùng khục, nói chỗ đó chơi vui lắm. Diệp Quân liếc nhìn ông ta, tôi chỉ định tới tìm người quen. Ông lão vẫn tiếp tục cười cười, tôi hiểu mà. Đi vào trong đó, ai mà chẳng tìm người quen, đàn ông cô đơn tịch mịch, tôi cũng là người từng trải, tôi hiểu. Diệp Quân nhíu mày, cái câu lạc bộ vô biên này rốt cuộc là cái quỷ gì? Không muốn nghĩ nhiều, Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, bắt đầu nghỉ ngơi. Diệp Quân khôi phục rất nhanh, hôm sau đã có thể xuống giường đi thong thả vài bước, nhưng hắn cũng hơi lo lắng, vì sáng nay, Mộc Uyển Du không tới. Cô gái đó không tới thì hắn ăn gì bây giờ? Không có cơm ăn. Trên giường bệnh, Diệp Quân lặng lẽ thở dài trong lòng, hắn chưa từng tưởng tượng ra, lại có một ngày mình phải chịu đói. Không thể cứ nhịn mãi được. Diệp Quân chợt ngẩng đầu nhìn sang phía ông lão giường bên, vừa rồi hắn có thấy, thức ăn của ông lão này rất phong phú. Thấy Diệp Quân nhìn sang, ông lão cười hỏi, đói rồi. Diệp Quân gật đầu, tiền bối. Ông lão ngắt lời hắn, cậu chờ chút. Nói đoạn, ông ta lấy một vật gì đó ra vẩy vẩy ngón tay rồi bấm bấm. Diệp Quân nghi hoặc nhìn ông ta, nhưng lát sau, có một người đàn ông xách một hộp cơm đi vào phòng, đặt hộp cơm xuống trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân liếc nhìn ông lão giường bên, chân thành nói cảm ơn. Lúc này, thiện cảm của Diệp Quân dành cho ông lão đã tăng vèo vèo. Ông lão chỉ cười bảo, một bữa cơm thôi mà. Diệp Quân vừa ăn vừa hỏi, xin hỏi phải xưng hô với tiền bối thế nào? Ông lão cười nói, một bữa cơm mà thôi, không cần để ý, ha ha. Diệp Quân gật đầu, trò chuyện với ông lão một lát, hắn đã có đôi chút hiểu biết về nơi này. Nơi hắn đang ở là thành phố Bạch Vân thuộc kiềm tỉnh của Hoa Hạ có 12 tỉnh, còn về Ngân Hà Tông, ông lão này hoàn toàn chưa từng nghe nói tới. Điều này làm Diệp Quân rất lấy làm nghi hoặc. Ngân Hà Tông ở ngay hệ Ngân Hà mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngôi sao màu xanh này cũng ở trong hệ Ngân Hà, vì sao ông lão này lại chưa từng nghe nói tới Ngân Hà Tông? Khi Diệp Quân còn đang chìm trong nghi hoặc, một cô gái chợt chạy ù vào, đó chính là Mộc Uyển Du, tay cô ấy còn cầm theo một hộp cơm. Cô ấy bước nhanh tới chỗ Diệp Quân, ngại ngùng nói, xin lỗi, vì có chút chuyện riêng nên đến trễ. Diệp Quân nói, không sao đâu. Nói đoạn, hắn đặt hộp cơm đã ăn xong sang một bên, sau đó nói, Mộc cô nương, tôi muốn rời khỏi chỗ này. Nằm mãi ở đây thật quá nhàm chán. Không có bệnh mà nằm nhiều cũng sẽ sinh bệnh luôn. Sáng nay hắn đã chuẩn bị rời khỏi đây nhưng lại bị người ta ngăn lại. Bởi vì hắn còn chưa thanh toán tiền.
không còn cách nào khác, hắn đành chờ vị Mộc cô nương này tới. Nghe thấy Diệp Quân muốn ra viện, Mộc Uyển Du thoáng do dự, nhưng vết thương của anh. Diệp Quân cười bảo, tôi đã có thể đi lại bình thường. Mộc Uyển Du vẫn băn khoăn nói, hay là dưỡng thương thêm mấy hôm. Diệp Quân bảo, vẫn nên ra ngoài thì hơn. Thấy Diệp Quân kiên quyết muốn ra viện, Mộc Uyển Du bất đắc dĩ, đành đi thanh toán tiền viện phí cho hắn. Lát sau, Mộc Uyển Du dẫn theo Diệp Quân ra khỏi bệnh viện. Đến cổng viện, Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân, anh có còn nhớ số nhà của mình không? Diệp Quân do dự một chút rồi nói, Mộc cô nương, tôi muốn hỏi thăm cô một chỗ này, nhưng mong cô chớ nên nghĩ nhiều, được chứ? Mộc Uyển Du vô cùng kinh ngạc, chỗ nào cơ? Diệp Quân nghiêm túc nói, câu lạc bộ Vô Biên. Mộc Uyển Du nhăn mày, cô ấy vốn định trách cứ mấy câu, nhưng ngẫm lại, mình với người ta không thân quen gì, thực sự không thích hợp góp ý. Vì vậy, cô ấy chỉ do dự một chút rồi nhắc nhở đầy thiện ý, anh, như anh bây giờ không thích hợp làm vận động quá mạnh. Diệp Quân. Mộc Uyển Du lúc này cũng không biết phải nói gì. Người đàn ông này đã bị thương ra nông nỗi ấy còn muốn đến câu lạc bộ, nghĩ gì thế không biết. Nhìn sắc mặt Mộc Uyển Du, Diệp Quân liền biết cô ấy hiểu lầm rồi, bèn vội giải thích, Mộc cô nương, tôi tới đó chỉ để tìm người thôi, không phải để tìm vui. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân, nghi ngờ hỏi lại, tìm người. Diệp Quân gật đầu, thành thật mà nói, tuy tôi mất đi một phần ký ức nhưng tôi vẫn còn nhớ được chỗ đó, ở chỗ đó có một người mà tôi quen, tên là Vô Biên Chủ, cô có từng nghe nói đến không? Vô Biên Chủ. Mộc Uyển Du cau mày trầm tư hồi lâu rồi lắc đầu. Diệp Quân trầm mặc. Vô Biên Chủ này danh tiếng kém đến vậy cơ à? Mộc Uyển Du liếc nhìn Diệp Quân, nói, dù anh có tới câu lạc bộ Vô Biên thì cũng không vào được đâu. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Mộc Uyển Du cười nói, vì đó là câu lạc bộ cao cấp nhất ở Hoa Hạ này, hơn nữa, chỉ đón khách theo quy chế hội viên, chỉ có hội viên của họ mới có thể vào trong đó. Nghe vậy, Diệp Quân chau mày. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân trầm tư khó xử, do dự giây lát rồi lấy ra hai tờ tiền Hoa Hạ đưa cho Diệp Quân, anh cầm đi. Diệp Quân nhìn tờ tiền Mộc Uyển Du đưa tới, nghi hoặc. Mộc Uyển Du cười bảo, anh giữ lấy số tiền này đi. Diệp Quân nhìn tờ tiền trước mặt, hỏi, lấy số tiền này có thể đi câu lạc bộ Vô Biên làm thẻ hội viên không? Ha ha! Mộc Uyển Du bật cười, anh đang nghĩ gì vậy? Số tiền này chỉ đủ cho anh ăn vài bữa cơm bụi, mà ở câu lạc bộ Vô Biên ấy, một đĩa trái cây đã mấy nghìn tệ Hoa Hạ rồi. Diệp Quân khẽ thở dài. Mộc Uyển Du nhét tiền vào tay Diệp Quân, anh hãy bảo trọng nhé. Nói xong, cô ấy quay đầu đi mất. Diệp Quân đứng đó, thở dài thườn thượt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình lại rơi vào tình huống như thế này. Thiếu tiền. Trời ạ. Nói ra, ai tin được. Trong nhẫn không gian của hắn có chừng 1 tỷ linh nguyên đó. Trước khi đi, hắn đã giao phần lớn linh nguyên cho Nạp Lan Ca, nhưng Nạp Lan Ca lại đưa cho hắn 1 tỷ linh nguyên. Có điều, chiếc nhẫn không gian trên tay hắn đây không thể mở ra được, chẳng khác gì miếng sắt vụn. Diệp Quân cảm thụ bốn phía, nhưng linh khí khắp nơi quá loãng, gần như không có. Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào vậy? Quan trọng hơn cả là, hắn hoàn toàn không biết gì về nơi này, chớ nói tới câu lạc bộ Vô Biên, đến ăn bữa cơm cũng là vấn đề với hắn. Diệp Quân ngồi xuống đất, trầm mặc. Phải nói thật rằng, loại tình cảnh chênh lệch một trời một vực thế này khiến hắn không cách nào thích nghi ngay được. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu, vừa nhìn lên liền chạm phải một gương mặt xinh đẹp đang cúi xuống, đó chính là Mộc Uyển Du, cô ấy đã đi rồi nhưng lại quyết định quay về. Mộc Uyển Du hỏi, không có chỗ nào để đi à? Diệp Quân thành thật gật đầu. Mộc Uyển Du cười nói, vậy anh đi cùng tôi đi. Thực ra vừa rồi cô ấy vẫn luôn quan sát người này, thấy Diệp Quân ngồi xuống đất, sắc mặt mờ mịt ngơ ngẩn, cô ấy cảm thấy không đành lòng. Đối với người đàn ông này, Mộc Uyển Du vẫn hơi áy náy trong lòng, bởi cô ấy luôn cho rằng nếu không phải tại mình thì đầu óc người ta cũng không đến mức như bây giờ. Nghe Mộc Uyển Du nói thế, Diệp Quân vội đồng ý, được. Trong tình thế này thì đừng nên sĩ diện cậy mạnh làm gì. Làm người là phải biết nhận rõ hiện thực. Mộc Uyển Du cười nói, đi thôi.
Diệp Quân nhanh nhẹn đứng lên, đi theo Mộc Uyển Du. Dọc đường đi, Mộc Uyển Du giảng giải cho Diệp Quân một vài quy tắc cơ bản, bởi cô ấy đã phát hiện, vết thương ở đầu Diệp Quân có vẻ rất nặng, có rất nhiều thứ không quá hiểu. Diệp Quân luôn chăm chú lắng nghe, đã tới nơi này, dĩ nhiên cần phải làm quen với quy tắc của nó. Không bao lâu, hai người tới một nơi gọi là khu dân cư Tử Quận. Vào trong khu dân cư, Mộc Uyển Du dẫn Diệp Quân vào thang máy lên tầng 8, đi vào một căn phòng. Diệp Quân phát hiện, nơi này không rộng lắm, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, nhưng rất sạch sẽ, rất ấm áp. Mộc Uyển Du quay lại nhìn Diệp Quân, cười nói, hai phòng, một là của tôi, một là của bạn cùng nhà với tôi, cho nên. Cô ấy chỉ vào chiếc sofa bên kia, đành phải phiền anh ngủ tạm ở sofa vậy. Diệp Quân gật đầu, được. Có chỗ ở, có cơm ăn, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Mộc Uyển Du đặt chồng sách trong tay xuống, rót cho Diệp Quân cốc nước, Diệp Quân vội nói cảm ơn. Mộc Uyển Du ngồi vào ghế đối diện với Diệp Quân, cười hỏi, anh tên là Diệp Quân à? Diệp Quân gật đầu, phải. Mộc Uyển Du cười cười, không hỏi thêm. Cô ấy dám đưa người đàn ông xa lạ này về nhà, ngoài nguyên do lòng còn hổ thẹn thì nguyên nhân quan trọng nhất là người này khi nói chuyện với cô ấy luôn nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Ánh mắt hắn rất sạch sẽ, không có bất kỳ thứ dơ bẩn gì. Ánh mắt hắn rất khác so với những người đàn ông cô ấy từng gặp. Diệp Quân chợt hỏi, Mộc cô nương, tôi cần có bao nhiêu tiền mới đủ để làm một thẻ hội viên của câu lạc bộ Vô Biên? Nghe Diệp Quân hỏi thế, Mộc Uyển Du lắc đầu cười, tôi cũng không biết, vì tôi chưa từng đi tới nơi đó cho nên cũng không biết tiêu chuẩn chi tiêu ở đó thế nào. Diệp Quân gật đầu, lại hỏi, vậy cô có biết Ngân Hà Tông không? Mộc Uyển Du sửng sốt, Ngân Hà Tông, anh cũng biết Ngân Hà Tông. Diệp Quân lập tức kích động, cô biết Ngân Hà Tông. Mộc Uyển Du gật đầu, đương nhiên có biết. Nói đến đó, cô ấy nhìn Diệp Quân, nhưng điều làm tôi tò mò là, làm sao anh biết được? Diệp Quân hỏi, vì sao lại hỏi vậy? Mộc Uyển Du liếc nhìn anh, nói, Ngân Hà Tông ở ngoài không gian, người bình thường không biết đến sự tồn tại của nó. Ngoài không gian. Diệp Quân sửng sốt cả người, không ở trong hoa hạ sao? Mộc Uyển Du lắc đầu, dĩ nhiên không phải, Ngân Hà Tông ở ngoài tinh vực trong không gian. Diệp Quân nôn nóng hỏi, làm thế nào mới có thể tới đó? Không thể đến câu lạc bộ Vô Biên thì tới Ngân Hà Tông cũng được. Mộc Uyển Du khẽ thở dài, hay là anh tìm cách đến câu lạc bộ Vô Biên đi? Diệp Quân nghi hoặc nhìn cô ấy, không vào phàm trần, làm sao nhập thần? Mộc Uyển Du hỏi Diệp Quân, anh có biết tới Ngân Hà Tông khó như thế nào không? Diệp Quân lắc đầu. Mộc Uyển Du giải thích, đầu tiên, cần phải thi vào học viện Ngân Hà, anh biết thi vào học viện Ngân Hà khó như thế nào không? Lấy thành phố Bạch Vân này của chúng tôi làm ví dụ đi, có mấy trăm vạn học viên tham gia thi, nhưng mỗi năm chỉ có 2-3 người thi vào được học viện Ngân Hà. Sau khi vào học viện, hàng năm cũng chỉ có 10 người có tư cách tới Ngân Hà Tông. Nói đoạn, cô ấy liếc nhìn Diệp Quân, cười nói, thực ra, có thể thi vào học viện Ngân Hà đã là rất giỏi rồi, bởi vì ở học viện Ngân Hà có thể học tập cổ thuật, mục tiêu của tôi chính là thi vào đó. Diệp Quân im lặng, đi Ngân Hà Tông. Nghe Mộc Uyển Du nói một tràng thế, quả thực đi Ngân Hà Tông còn khó hơn đến câu lạc bộ Vô Biên nhiều. Diệp Quân khẽ thở dài, thôi, tìm cách kiếm tiền vào câu lạc bộ Vô Biên đã đi. Không biết Nhị Nha với Tiểu Bạch sao rồi. Hai tên đó hẳn sẽ phải tới tìm mình nhỉ. Sẽ tới, nhỉ. Mộc Uyển Du vào phòng ôm ra một chiếc chăn và gối đầu, đặt lên ghế cạnh Diệp Quân, nói trời lạnh, anh để ý chút nhé. Diệp Quân nhìn Mộc Uyển Du, mỉm cười, cảm ơn Mộc cô nương. Mộc Uyển Du cười nói, không cần khách khí, nói đến cùng thì tôi cũng có phần nào trách nhiệm khiến anh trở nên như bây giờ, mong anh chớ trách tôi mới phải. Diệp Quân lắc đầu, việc này không liên quan đến cô đâu, là chuyện riêng của tôi thôi. Mộc Uyển Du cười cười, anh nghỉ ngơi đi nhé. Nói đoạn, cô ấy định về phòng, lại chợt nhớ đến một điều, cô ấy quay sang dặn dò Diệp Quân, bạn cùng nhà với tôi hơi khó tính chút, nếu anh gặp cô ấy thì cứ nói là bạn tôi nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Mộc Uyển Du gật đầu rồi về phòng, khóa trái cửa lại. Vẫn nên chủ động phòng bị thì hơn. Với người lạ,
vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Mộc Uyển Du nằm lên giường, ban đầu cô ấy định đi tắm nhưng vì có người ngoài ở ngay sau cánh cửa nên cảm thấy không tiện. Mộc Uyển Du lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại, Cửu Nhi, mình vừa dẫn một anh chàng về nhà. Đẹp trai không? Rất đẹp trai. Đẹp cỡ nào? Đẹp nhất trong số những người từng thấy. Cho mình số của anh ấy luôn nào. Mình đâm phải anh ấy, đầu óc anh ấy có vấn đề rồi. Vấn đề gì? Anh ấy nói, anh ta là vua của một vũ trụ. Trời, vấn đề có vẻ nghiêm trọng đấy. Ngoài phòng khách, Diệp Quân nằm trên sofa, chậm rãi nhắm mắt, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, nhận ra hiện giờ chỉ có một con đường. Đó là kiếm tiền. Để tới câu lạc bộ vô biên. Nhưng kiếm tiền bằng cách nào? Trầm tư hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định đi cướp. Cướp là nhanh nhất. Cướp của ai? Diệp Quân đột nhiên đứng dậy, tới trước cửa phòng Mộc Uyển Du, nhẹ nhàng gõ một cái. Cửa nhanh chóng bật mở, Mộc Uyển Du đã thay đồ ngủ, bao kín người, không hở chỗ nào. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân, tay phải giấu sau lưng đang cầm một cây búa nhỏ. Tuy người đàn ông này thoạt nhìn không phải người xấu nhưng vẫn nên có phòng bị nhất định. Diệp Quân hỏi, nơi nào có nhiều tiền nhất? Mộc Uyển Du trợn mắt nhìn hắn, ngân hàng. Diệp Quân lại hỏi, lực lượng phòng vệ có mạnh không? Mộc Uyển Du nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, hỏi, anh định làm gì? Diệp Quân nói, tôi chỉ hỏi chút thôi, không có ý gì. Mộc Uyển Du trầm mặc một lúc mới nói, anh chưa có lầm đường lạc lối. Hơn nữa, tôi cho rằng làm người phải đường đường chính chính, nếu anh thiếu tiền thì có thể tự đi kiếm, đừng nên nảy sinh những suy nghĩ không tốt, tuy tôi cũng từng nghĩ tới việc đó, nhưng đấy là phạm pháp anh biết không? Diệp Quân thở dài, Mộc cô nương, cô nói đúng, vậy cô nói cho tôi biết, tôi nên kiếm tiền bằng cách nào? Mộc Uyển Du hỏi, có bằng cấp gì không? Diệp Quân lắc đầu. Mộc Uyển Du lại hỏi, có tay nghề không? Diệp Quân lại lần nữa lắc đầu, tới nơi này, tất nhiên hắn không có tay nghề gì phù hợp. Mộc Uyển Du trầm mặc hồi lâu mới nói, có thể chịu khổ được không? Diệp Quân gật đầu, tôi chịu khổ rất giỏi. Mộc Uyển Du bèn bảo, anh có thể tới công trường bê gạch. Diệp Quân thoáng ngạc nhiên, bê gạch. Mộc Uyển Du gật đầu, bê gạch, là một công việc tay chân rất khổ cực, rất mệt mỏi cho nên. Nói đến đó, cô ấy bỏ ngang. Mắt liếc nhìn Diệp Quân. Diệp Quân im lặng. Đi bê gạch. Nếu thực sự không tìm được cách nào thì chỉ có thể đi bê gạch thôi. Không thể ăn vạ mãi ở nhà người ta được, đúng không? Tất nhiên, khi đến đây, Diệp Quân sẽ không tiếp tục coi mình là vua của vũ trụ quan huyên để tiếp tục sĩ diện, làm người cần phải nhìn rõ hiện thực. Nghĩ tới đây, những phiền muộn trong khoảng thời gian này chợt tan biến sạch sẽ, tâm tình Diệp Quân như sáng trong hẳn lên. Hắn nhìn Mộc Uyển Du, nói, Mộc cô nương, làm phiền cô rồi. Cô đi nghỉ sớm nhé. Nói xong, hắn quay người trở lại sofa. Mộc Uyển Du đứng ở cửa phòng ngủ nhìn theo một lát rồi mới đóng cửa, về giường. Cô ấy nhìn cây búa trên tay, lắc đầu cười khẽ rồi đặt sang một bên. Tắt đèn, đi ngủ. Trên sofa, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt. Ngủ thôi. Ở một nơi nào đó, ven hồ nước. Một người đàn ông áo trắng cùng một người phụ nữ váy trắng đang chậm rãi bước đi. Người phụ nữ váy trắng nói, nó tới rồi. Người đàn ông áo trắng gật đầu, ta biết. Người phụ nữ váy trắng hỏi, hiện giờ tình cảnh của nó có vẻ gian nan, có cần phải. Người đàn ông kia khẽ cười, nói, không vào phàm trần, làm sao nhập thần. Sáng sớm hôm sau, Diệp Quân mở mắt ra, thì ánh sáng chiếu vào từ bên cửa sổ rọi lên người hắn. Nắng buổi sáng không chói mắt, ngược lại ấm áp, rất thoải mái. Diệp Quân khẽ cười. Lần đầu tiên hắn ngủ lâu như thế. Ở vũ trụ quan huyên mỗi ngày không phải đánh nhau thì là trên đường đi đánh nhau. Thật sự rất mệt mỏi. Đến đây, mặc dù không còn tu vi nữa nhưng lòng hắn lại bình yên hơn bao giờ hết. Có đôi khi cuộc sống bình thường cũng rất tốt. Diệp Quân hất chăn ra, ngồi dậy vươn vai, cả người cực kỳ thoải mái. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Quân xoay người nhìn sang phòng của Mộc Uyển Du, hắn bước đến trước cửa phòng cô ấy rồi nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Đi rồi à? Diệp Quân nhìn xung quanh,
Cuối cùng hắn đưa mắt nhìn chiếc bàn cách đó không xa, trên bàn có một bát mì, một ly sữa, dưới ly sữa có hai tờ tiền Hoa Hạ và một chiếc chìa khóa. Diệp Quân bước đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống, hắn cũng không khách sáo nhanh chóng ăn sạch hết bát mì trước mặt, sau đó uống hết ly sữa, cuối cùng hắn cầm lấy chìa khóa, thu dọn bát đũa rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, hắn sửng sốt, trước mặt hắn là một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Quân. Nhìn vẻ bề ngoài, cô gái này khoảng chừng 20 tuổi, mái tóc đen dài xõa sau vai như thác nước, khuôn mặt tròn chính, mày phượng, làn da trắng nõn, dưới hàng mi dài là đôi mắt ấy sâu thẳm như bầu trời đầy sao mênh mông, dường như có thể nhìn thấu vạn vật. Cô ấy ăn mặc rất gợi cảm, một chiếc váy dài lễ phục màu đen bó sát người, xương quai xanh và đầu vai lộ ra ngoài, xuống dưới nữa là một đường rãnh. Khuôn mặt thiên sứ, dáng người gợi cảm. Nếu nói Mộc Uyển Du là một cô gái nho nhã ấm áp thì cô gái trước mặt này vừa lạnh lùng vừa gợi cảm. Cô gái sửng sốt khi nhìn thấy Diệp Quân, sau đó nhíu mày, anh là ai? Vừa nói, tay phải cô ấy vừa siết chặt thành nắm đấm. Diệp Quân biết người trước mặt này là bạn cùng phòng với Mộc Uyển Du, thế là hắn lập tức giải thích, cô nương, ta là bạn của Mộc Uyển Du cô nương. Cô gái nhìn Diệp Quân, bạn ư? Diệp Quân gật đầu. Cô gái lại hỏi, bạn trai à? Diệp Quân nhíu mày, đây chẳng phải cùng một ý sao? Thế là hắn lại gật đầu. Bạn trai. Thấy Diệp Quân gật đầu, cô gái lại cau mày, cảm thấy nghi ngờ, Uyển Du có bạn trai từ bao giờ thế? Hơn nữa còn sống chung nhanh thế à? Chẳng phải đã nói dù có bạn trai cũng không được dẫn về sao? Cô gái hơi tức giận. Cảm thấy cô gái này tức giận, Diệp Quân vội nói, cô nương, tôi ở đây một thời gian rồi sẽ đi. Cô gái bỗng nhìn cái chăn trên sofa sau lưng Diệp Quân hỏi, tối qua anh ngủ ở ghế sofa à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Cô gái nhíu mày, hai người không ngủ với nhau sao? Hả? Diệp Quân vô cùng ngạc nhiên, ngủ với nhau hả? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân. Vốn dĩ định hỏi gì nữa nhưng lúc này điện thoại trong tay cô ấy bỗng vang lên, cô ấy thu lại ánh mắt, sau đó đi vào phòng mình. Diệp Quân lắc đầu, sau đó đi ra ngoài. Vẫn nên tìm một công việc làm trước đã. Là một người đàn ông, hắn quả thật rất ngại mỗi ngày ăn ké, ở ké của người ta. Có thể nhìn ra Mộc Uyển Du này cũng không giàu có gì. Sau khi xuống lầu, Diệp Quân ra khỏi khu dân cư, sau đó đi ra ngoài. Hắn tràn đầy tự tin. Đường đường là vua của vũ trụ Quan Huyên, dù không có tu vi, hắn cũng tin chắc có thể sống ở đây. Trạng vạng, Mộc Uyển Du và bạn cùng phòng của cô ấy ngồi đối diện nhau trong căn hộ. Gì cơ? Mộc Uyển Du trợn to mắt, tổ tử, anh ta nói với cậu hắn là bạn trai của mình à? Cô gái tên tổ tử đó lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng. Sau đó nói, mình hỏi anh ta có phải là bạn trai của cậu không thì anh ta nói phải. Mộc Uyển Du im lặng không đáp. Tô tử nhìn Mộc Uyển Du, không phải à? Mộc Uyển Du cười khổ, tất nhiên là không phải. Cô ấy kể lại chuyện của cô ấy và Diệp Quân. Nghe Mộc Uyển Du nói xong, tô tử cau mày, đầu óc có vấn đề à? Mộc Uyển Du gật đầu. Tô tử lắc đầu, mình thấy anh ta không giống người đầu óc có vấn đề. Mộc Uyển Du gật đầu, mình cũng nghĩ như thế, nhưng đôi khi anh ta khá kỳ lạ. Tô tử vừa định nói thì cửa bỗng mở ra, Diệp Quân bước vào, tâm trạng hơi ủ rũ. Tô tử ngồi trên ghế sofa lặng lẽ kéo tấm chăn đắp lên chân mình, vì cô ấy đang mặc đồ ngủ rộng rãi thoải mái nên rất dễ lộ hàng. Diệp Quân bước đến bên cạnh hai cô gái rồi ngồi xuống, lấy ly nước trước mặt uống. Tô tử nhíu mày. Đó là nước của cô ấy. Mộc Uyển Du cười hỏi, sao thế? Diệp Quân thở dài, ra ngoài đi tìm việc, tìm cả một ngày, không ai tuyển tôi cả, phải có chứng minh thư, tôi không có. Mộc Uyển Du cười nói, chắc chắn là cần rồi, anh muốn đi tìm việc, sao lại không nói với tôi trước? Diệp Quân cười khổ, tôi ngủ nướng, lúc thức dậy thì cô đã đi rồi. Hắn ngừng lại, sau đó lại nói, Mộc cô nương, bát mì cô nấu ngon lắm. Mộc Uyển Du chớp mắt, có phải anh chưa ăn cơm không? Bị người khác nhìn thấu, Diệp Quân đỏ mặt, ừ. Mộc Uyển Du ngờ vực, chẳng phải tôi đã để tiền lại cho anh rồi sao?
Diệp Quân do dự, sau đó nói, buổi trưa đến một nhà hàng, ăn hết rồi. Mục Uyển Du nhìn Diệp Quân, anh xa xỉ thật đấy. Cô ấy hơi giận. Một tháng của cô ấy cũng chỉ có khoảng 1.000 tệ tiền hoa hạ, bình thường cô ấy đều tiết kiệm rất nhiều thứ, tên trước mặt này thì hay lắm, ăn một bữa hết sạch 200 tệ. Cảm nhận được Mục Uyển Du hơi tức giận, Diệp Quân cũng cảm thấy xấu hổ, hắn vội tháo chiếc nhẫn trong tay xuống đưa cho Mục Uyển Du, Mục cô nương, đây là đồ quý giá nhất mà tôi có, tôi tặng cho cô. Mục Uyển Du nhìn chiếc nhẫn Diệp Quân đưa, lắc đầu cười, thôi, tôi cũng không trách anh, chỉ là lần sau đừng vung tay quá chán như thế. Diệp Quân gật đầu, ừ, nhưng cô cứ nhận chiếc nhẫn này đi. Mục Uyển Du còn muốn từ chối nhưng Diệp Quân đã đặt vào tay cô ấy, Mục Uyển Du nhìn chiếc nhẫn màu đen như làm bằng sắt. Thấy nó không quý giá lắm, cô ấy cười nói, vậy tôi nhận nó. Diệp Quân mỉm cười, ừ. Mục Uyển Du đứng dậy nói, tôi đi nấu mì cho anh. Tô Tử ở một bên bỗng nói, mình cũng muốn một bát, thêm một quả trứng. Mục Uyển Du cười nói, ừ. Nói rồi cô ấy đi vào phòng bếp. Sau khi Mục Uyển Du đi vào phòng bếp, Tô Tử lại nhìn sang Diệp Quân, cô ấy cứ thế nhìn Diệp Quân mãi. Cảm nhận được ánh mắt của Tô Tử, Diệp Quân mỉm cười, cô nương nhìn tôi làm gì? Tô Tử nhìn thẳng vào Diệp Quân, Uyển Du nói đầu, trí nhớ của anh có vấn đề. Vốn dĩ cô ấy định nói đầu óc nhưng nghĩ lại như thế không tôn trọng người ta nên sửa lời. Diệp Quân khẽ gật đầu, ừ. Không phải hắn muốn nói dối mà chủ yếu là hắn biết nói thế có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Trí nhớ có vấn đề. Tô Tử nhìn Diệp Quân, lặng thinh không nói. Lúc này Mộc Uyển Du bưng hai bát mì đến trước mặt hai người, cô ấy nhìn hai người cười nói, ăn đi. Diệp Quân gật đầu rồi bắt đầu ăn. Nhìn thấy bộ dạng ăn ngấu nghiến của Diệp Quân, Mộc Uyển Nhi cong môi nở nụ cười, dường như nghĩ tới điều gì đó. Cô ấy bỗng quay đầu nhìn Tô Tử, Tô Tử, cậu có thể giúp anh ta tìm một công việc không? Nghe thế Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, Tô Tử nhìn Diệp Quân, anh không có nguồn thu nhập, không có khả năng lao động, không có ai phụng dưỡng, rất khó. Diệp Quân, Mục Uyển Du thở dài. Lúc này Tô Tử bỗng nhìn Diệp Quân, lúc này cô ấy nghĩ đến một việc, nếu cứ không ra ngoài làm việc thì e là tên này phải ở lại đây khá lâu. Cô ấy không muốn sống chung với một người đàn ông. Nghĩ đến đây, Tô Tử nói, việc gì anh cũng đồng ý làm nhỉ. Diệp Quân gật đầu, tôi đều có thể làm. Tô Tử nhìn Diệp Quân, tôi có thể sắp xếp cho anh vào công ty, nhưng chỉ có thể làm nhân viên bảo vệ. Anh có biết nhân viên bảo vệ là gì không? Diệp Quân quay sang nhìn Mộc Uyển Du, Mộc Uyển Du giải thích bảo vệ. Bảo vệ. Diệp Quân, bảo vệ là làm gì? Mộc Uyển Du suy nghĩ rồi nói, bảo vệ sự an toàn của người khác. Diệp Quân cười nói, được. Mặc dù tu vi của hắn không còn, sức mạnh cơ thể cũng biến mất nhưng ý thức chiến đấu và kỹ năng chiến đấu của hắn vẫn còn, vài người bình thường ở nơi này không phải là đối thủ của hắn. Tô Tử nhìn Diệp Quân, anh phải ăn mặc khác đi đã. Diệp Quân hỏi, tại sao phải đổi? Tô Tử nhìn Diệp Quân, không nói gì. Mộc Uyển Du dừng một chút. Sau đó nói, Tô Tử, ngày mai mình có tiết dạy, không có thời gian, cậu dẫn anh ta đi mua đồ nhé, được không? Tô Tử im lặng một lúc, sau đó nói, được. Thật ra cô ấy không muốn nhưng vì để người đàn ông này nhanh chóng chuyển ra ngoài, cô ấy cũng chỉ đành đồng ý. Diệp Quân nhìn Tô Tử, mỉm cười, cảm ơn nhiều. Tô Tử gật đầu, không nói gì. Mục Uyển Du bỗng kéo góc áo Diệp Quân. Hỏi, anh, có biết bạn trai có nghĩa là gì không? Tô Tử lập tức nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nhíu mày, chẳng phải có ý là bạn à? Mục Uyển Du nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân do dự, sau đó hỏi, còn nghĩa khác nữa à? Mục Uyển Du lắc đầu, không có nghĩa khác, là bạn bè đó. Diệp Quân gật đầu, tiếp tục ăn mì. Mục Uyển Du thầm thở dài, tên này thiệt tình. Đêm khuya. Diệp Quân nằm trên ghế sofa, ánh trăng rọi vào trên người hắn, khoác lên mình hắn một lớp áo bạc mỏng. Diệp Quân nhìn đôi đũa trên bàn ăn ở đằng xa, im lặng hồi lâu, hai mắt mới chậm rãi nhắm lại, hai ngón tay phải hợp lại, sau đó nhẹ nhàng giơ lên, một chiếc đũa run rẩy bay ra nhưng rất nhanh lại rơi xuống. Diệp Quân cong môi cười. Kiếm đạo. Không có tu vi,
mình chẳng phải là kiếm tu sao? Dĩ nhiên không phải. Mất đi tất cả, kiếm lại càng thuần túy hơn. Phàm. Cái gì là phàm? Lúc trước đó mình được gọi là phàm sao? Không. Bây giờ mình như vậy mới gọi là phàm, bình thường, đơn giản, bình phàm thật sự. Mất hoàn toàn tu vi thì thế nào? Mất hết cảnh giới thì có ra sao? Cùng lắm thì làm lại lần nữa. Không phá thì không xây được. Tu lại kiếm đạo. Thế gian đã có tứ kiếm như bốn tòa nhà cao tầng không thể với tới, hà tất gì mình phải đi theo bước chân của họ. Sao không? Mở ra một tòa nhà khác. Một luồng kiếm khí bỗng lao lên trời từ trong người Diệp Quân. Bỗng chốc trong ngôi sao màu xanh, năm ánh nhìn bỗng đồng loạt nhìn về phía căn hộ. Trong phòng, kiếm ý của Diệp Quân vừa xuất hiện đã bị nơi này phong ấn và áp chế. Cảm nhận được kiếm ý của mình bị áp chế, Diệp Quân sững sờ tại chỗ, sau đó nổi giận quát, to gan, người biết ta là ai không? Một luồng sức mạnh ép thẳng lên người Diệp Quân ngã xuống đất. Mẹ nó! Diệp Quân nói xong câu này thì ngất lịm. Trong rạp chiếu phim nào đó, một người phụ nữ váy trắng nói, nghịch cảnh không nản lòng, dám làm lại từ đầu thật khiến người ta bất ngờ. Người đàn ông áo trắng hỏi, xuất sắc nhỉ? Người phụ nữ váy trắng gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông áo trắng đắc ý cười nói, ta sinh ra nó đấy. Người phụ nữ váy trắng khẽ nhếch miệng, khiến trời đất nhạt nhòa. Trên cầu, một cô gái đang dựng quầy hàng chợt ngẩng đầu lên, nhìn đâu đó với vẻ hơi kinh ngạc. Một giọng nói vang lên bên cạnh cô gái, Từ Chân, cô đang nhìn gì vậy? Cô gái tên Từ Chân cười nói, có người đã nghĩ ra một ý tưởng hay. Giọng nói kia có vẻ tò mò, ý tưởng gì? Từ Chân mỉm cười, không nói gì, nhìn đi chỗ khác tiếp tục bán sách. Núi Phạn Tịnh. Trong một ngôi chùa nào đó, một người đàn ông đang đứng ở trước cửa chùa, người đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, im lặng một hồi rồi nói, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nói xong người đàn ông lại nhìn một hướng khác, nhẹ nhàng nói, ta không phản đối việc ngươi trấn áp ta, nhưng có thể cho ta ăn cơm không? Người này đã không được ăn uống gì trong nhiều tháng qua. Hả? Một giọng nói từ cửa chùa vang lên, người đàn ông vội vàng nói, không ăn nữa. Nói xong lập tức quay người bỏ chạy. Bên ngoài ngôi sao màu xanh, trên sao hỏa, ai đó đang nhìn về phía ngôi sao màu xanh. Ngày hôm sau, sáng sớm, Diệp Quân chậm rãi mở mắt, hắn trông có vẻ hơi mệt mỏi, tối qua bị luồng sức mạnh kia hành hạ đến mức tinh thần kiệt quệ. Lúc này, Tô Tử bước ra. Tô Tử ăn mặc rất giản dị, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo len, bên dưới mặc một chiếc quần bò xanh nhạt, dáng người vô cùng đẹp. Hôm nay Tô Tử bớt gợi cảm đi, mà trông thoải mái hơn. Tô Tử nhìn Diệp Quân, đi thôi. Diệp Quân gật đầu, được. Hai người ra khỏi chung cư. Trên đường, hai người họ thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Diệp Quân vẫn mặc áo choàng đen, trông vô cùng cổ xưa. Nhưng không ai cảm thấy kỳ lạ vì ngày nay, trang phục cổ trang rất thịnh hành, trên đường có thể nhìn thấy con gái mặc đồ cổ trang. Ngoại hình của hai người đều rất nổi bật, đứng cạnh nhau tạo cho người ta ấn tượng nam thanh nữ tú. Cả đoạn đường hai người đều không nói lời nào. Sau đó, Tô Tử dẫn Diệp Quân vào một cửa hàng quần áo trông rất sang trọng. Vừa bước vào cửa hàng, một cô gái khoảng 30 tuổi bước ra chào đón, cười nói, chị Tô, chị đến rồi. Tô Tử khẽ gật đầu rồi nhìn Diệp Quân, chọn cho anh ta 3 bộ quần áo đi. Cô gái nhìn Diệp Quân, cô ta hơi bất ngờ, buột miệng nói, chị Tô, đây là bạn trai chị à? Tô Tử nhíu mày. Không hài lòng nói, tiểu cố, cô nói lung tung gì vậy? Cô gái ngẩn người nhìn Diệp Quân và Tô Tử. Diệp Quân mỉm cười, cô hiểu lầm rồi, tôi và Tô Tử cô nương không phải bạn bè, tôi là bạn của bạn Tô Tử cô nương. Tô Tử nhìn Diệp Quân, không nói gì. Tiểu cố vội vàng gật đầu, vâng vâng. Cô ta nhìn Tô Tử, cười trừ, xin lỗi chị Tô, chị đừng giận nhé. Tô Tử lắc đầu, cô chọn cho anh ta vài bộ đi. Tiểu cố nói, vâng. Cô ta nhìn Diệp Quân cười nói, anh chàng đẹp trai, mời đi theo tôi. Diệp Quân gật đầu, đi theo tiểu cố. Cửa hàng quần áo này rất lớn,
được chia thành khu đồ nam và khu đồ nữ, Tiểu Cố dẫn Diệp Quân đến khu đồ nam. Nhìn Diệp Quân trước mặt, Tiểu Cố cười rất tươi, sau khi hỏi Diệp Quân vài câu, cô ta đã biết Diệp Quân thích mặc cái gì. Vẫn là áo choàng dài. Người hiện đại rất khí khi mặc áo choàng dài, đương nhiên là vẫn có, một số giáo sư ở trường học vẫn mặc áo choàng. Cuối cùng, Tiểu Cố chọn cho Diệp Quân hai bộ áo choàng, cộng thêm một quần áo bình thường. Khi Diệp Quân mặc bộ quần áo bình thường vào, mắt Tiểu Cố lập tức sáng lên. Diệp Quân mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng tinh, trông rất gọn gàng, bên dưới mặc một chiếc quần dài màu đen, cũng rất đơn giản, chân đi đôi giày vải. Nho nhã. Đây là cảm giác Diệp Quân mang lại cho Tiểu Cố vào lúc này. Diệp Quân rất đẹp trai, thân hình thẳng tắp như thương như kiếm, cho người ta cảm giác rất lão luyện. Rất đẹp trai. Rất có tinh thần. Quan trọng nhất là không huênh hoang, không bộp chộp, mà nhẹ nhàng nhã nhặn. Nhìn thấy Diệp Quân, Tô Tử cũng hơi ngạc nhiên, công bằng mà nói, chàng trai trước mặt thật sự rất đẹp trai, nếu đóng phim cổ trang nhất định sẽ rất nổi tiếng. Đáng tiếc là não có vấn đề. Tô Tử khẽ lắc đầu, thầm tiếc nuối. Ánh mắt Tiểu Cố cũng nán lại trên người Diệp Quân. Tô Tử đứng dậy đi tới trước mặt Tiểu Cố, sau đó lấy ra một tấm thẻ cho Tiểu Cố, Tiểu Cố mỉm cười, nhận tấm thẻ rồi quay người rời đi. Sau khi thanh toán, Tô Tử đưa Diệp Quân ra khỏi cửa hàng quần áo, sau đó đi đến nhà hàng bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, Tô Tử gọi vài món rồi chơi điện thoại. Diệp Quân nói, Tô Tử cô nương. Tô Tử nhìn Diệp Quân hỏi, vừa rồi tốn hết bao nhiêu tiền? Tô Tử bình tĩnh nói, cũng không tốn bao nhiêu cả. Diệp Quân hỏi, tôi phải làm việc bao lâu mới trả hết cho cô? Tô Tử nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân cười trừ. Hắn không ngốc, hắn biết ba bộ quần áo này chắc chắn rất đắt. Tô Tử nhìn Diệp Quân, rồi nói, Uyển Du đã nói với tôi về anh. Nhưng tôi thấy đầu óc anh không có vấn đề gì. Diệp Quân không nói gì. Tô Tử nhìn Diệp Quân, có phải anh thích Huyền Du không? Diệp Quân sững sờ. Tô Tử bình tĩnh nói, ở học viện Kiềm Nam có rất nhiều người theo đuổi Huyền Du, có phải anh cũng đang theo đuổi Huyền Du không? Nói xong, cô ấy nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ trong giới kinh doanh, có khí thế riêng. Nhưng khí thế này của cô ấy ở trước mặt Diệp Quân lại chẳng là gì cả. Diệp Quân mỉm cười, Tô Tử cô nương, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tô Tử nheo mắt, hiểu lầm, nghĩa là anh không theo đuổi Uyển Du hả? Diệp Quân hỏi ngược lại, Tô Tử cô nương, cho dù tôi đang theo đuổi Uyển Du thì đã sao? Tô Tử sững sờ, cô ấy không ngờ Diệp Quân lại hỏi ngược như vậy. Tô Tử nhìn Diệp Quân cũng nhìn cô ấy, bốn mắt đối nhau. Diệp Quân cười nói, tôi không thể theo đuổi Uyển Du sao? Tô Tử bình tĩnh nói, có thể. Diệp Quân khẽ gật đầu, Tô Tử cô nương, tôi có thể cảm nhận được sự đề phòng và thù địch của cô, đây là điều bình thường, dù sao tôi cũng là người xa lạ, nếu cô không đề phòng thì mới là điều bất bình thường. Nhưng cô yên tâm, đợi tôi tìm được công việc, có tiền rồi tôi sẽ rời đi. Tô Tử nhìn Diệp Quân, đang định nói gì đó thì đồ ăn được bưng lên. Diệp Quân cười nói, Tô Tử cô nương, bắt đầu ăn được chưa? Tô Tử gật đầu, được rồi. Diệp Quân bắt đầu ăn. Sau khi đến hệ Ngân Hà, hắn phát hiện mình rất thích ăn cơm. Cảm giác đói bụng khiến hắn giống con người hơn. Thần tính, nhân tính. Có lẽ sau khi làm thần một thời gian dài, đôi lúc cũng sẽ muốn làm người. Nhìn Diệp Quân ăn ngấu nghiến, Tô Tử không nói gì, thực ra cô ấy đang rất kinh ngạc. Hầu hết đàn ông đều gọi dạ bảo vâng trước mặt cô ấy, chứ đừng nói đến việc nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nhưng chàng trai này lại dám làm vậy, trong mắt không có ý gì khác, mà trong sạch như nước. Lẽ nào mình không có sức hấp dẫn? Tô Tử lắc đầu, sao mình lại có suy nghĩ này chứ? Sau khi ăn cơm xong, hai người rời khỏi nhà hàng, Tô Tử nói, tôi đưa anh đến công ty của tôi. Tô Tử tự lái xe, Diệp Quân ngồi ở ghế phụ lái. Tô Tử nhắc nhở, thắt dây an toàn. Diệp Quân không hiểu, dây an toàn ư. Tô Tử nhìn Diệp Quân, chưa ngồi xe bao giờ à? Diệp Quân do dự rồi nói, mất trí rồi. Tô Tử chỉ vào dây an toàn của mình. Diệp Quân sờ mò một hồi, vẫn không biết làm, lúc này,
phía sau xe hai người họ vang lên tiếng còi xe chói tai. Tô Tử cởi dây an toàn, cô ấy chống người đến chỗ ngồi của Diệp Quân, cảm nhận được mùi thơm nồng nàn, Diệp Quân nhanh chóng nghiêng người sang phải, cách xa Tô Tử. Tô Tử nhìn Diệp Quân, không nói gì, thắt dây an toàn cho Diệp Quân rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Chẳng mấy chốc, xe đã được khởi động. Trên xe, Diệp Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt nở nụ cười, hắn bắt đầu cảm thấy hệ ngân hà này rất thú vị. Cuộc sống. Mặc dù tuổi thọ của người ở đây rất ngắn, nhưng cũng chính vì vậy mà cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn. Trong vũ trụ quan huyên, có lúc tu luyện sẽ bế quan mấy trăm năm, mặc dù tuổi thọ dài hơn nhưng lại không hề vui vẻ. Hắn bắt đầu hiểu tại sao vô biên chủ lại đến hệ ngân hà. Tô Tử liếc nhìn Diệp Quân đang mỉm cười, cô ấy thấy hơi tò mò, chàng trai này có vẻ như đang rất vui vẻ. Thần thần bí bí. Tô Tử lắc đầu, thu tầm mắt lại, tập trung lái xe. Không lâu sau, Tô Tử đưa Diệp Quân đến một tòa nhà lớn, Diệp Quân nhìn lên đỉnh tòa nhà tập đoàn Tô Thị. Tô Tử nói, đi theo tôi. Diệp Quân gật đầu, đi theo Tô Tử vào trong. Trên đường đi, có rất nhiều người dừng lại gật đầu chào Tô Tử, kính trọng gọi, xếp Tô. Rất nhiều người đang nhìn Diệp Quân với vẻ tò mò. Tô Tử dẫn Diệp Quân lên tầng cao nhất, sau khi vào văn phòng, một nữ thư ký mang theo rất nhiều tài liệu đi vào. Nữ thư ký nhìn Diệp Quân với vẻ ngạc nhiên, không nói gì, ôm đống tài liệu đến trước mặt Tô Tử, nói, xếp Tô. Nói xong, cô ta đặt đống văn kiện lớn trước mặt Tô Tử cầm bút bắt đầu ký tên. Thấy Tô Tử bận việc, Diệp Quân ngồi sang một bên, tò mò nhìn xung quanh, phòng làm việc này rất lớn, rất ấm áp, xung quanh còn có mùi thơm thoang thoảng. Một lát sau, Tô Tử buông bút xuống, nói cô ra ngoài đi. Thư ký gật đầu, thu dọn tài liệu rồi ra ngoài. Tô Tử nhìn Diệp Quân, anh còn nhớ nhà mình không? Diệp Quân đáp, nhớ. Tô Tử nhíu mày, không có tiền về nhà à? Diệp Quân nghĩ một lát rồi nói, coi là vậy đi. Tô Tử im lặng một lúc rồi nói, anh Diệp, tôi nghĩ anh không phải người xấu, chỉ là đang gặp khó khăn thôi. Hay là bây giờ tôi cho anh mượn một khoản tiền trước, để anh về nhà, sau này bệnh tình của anh khá hơn rồi trả tôi cũng được. Mặc dù tiếp xúc không lâu, nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được người này không phải người xấu, nếu đã không phải người xấu mà còn gặp khó khăn thì cô ấy sẵn sàng giúp đỡ. Nghe vậy, Diệp Quân vô cùng vui mừng, vội vàng nói, vậy thì tốt quá, nhưng tôi không muốn về nhà mà muốn đến một nơi. Tô Tử tò mò hỏi, nơi nào? Diệp Quân nói, câu lạc bộ vô biên. Tô Tử cô nương, cô hiểu biết rộng, cô có biết muốn trở thành hội viên của câu lạc bộ vô biên cần tốn bao nhiêu tiền không? Tôi muốn. Câm miệng. Tô Tử đột nhiên quát lớn, nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận, cút. Diệp Quân, anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Quân sững sờ tại chỗ. Tô Tử bỗng nhấn nút, không lâu sau thư ký nữ đó bước vào. Tô Tử lạnh lùng nói, dẫn anh ta ra ngoài. Thư ký nữ khá ngạc nhiên, nhất thời ngơ ngác. Diệp Quân do dự, sau đó định giải thích nhưng Tô Tử bỗng tức giận nói, Tiểu Tuyết, còn ngây ra đó làm gì? Thư ký nữ biến sắc, vội vàng bước đến trước mặt Diệp Quân, anh Diệp, mời. Diệp Quân nhìn Tô Tử, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tô Tử ở lại trong văn phòng vẫn còn vô cùng tức giận, ném đống tài liệu trước mặt xuống sàn. Sau khi ra khỏi tập đoàn Tô Thị, Diệp Quân đứng bên ngoài thở dài. Vô biên chủ! Mẹ nó chứ, rốt cuộc ông muốn chơi trò gì đây? Tại sao phụ nữ vừa nghe đến câu lạc bộ vô biên lại nổi giận như thế? Hắn cạn lời thật rồi. Ông mở lầu xanh à? Vấn đề là vô biên chủ tốt xấu gì cũng là một vị nhân vật tầm cỡ. Diệp Quân không dám tin vô biên chủ lại mở loại hình kinh doanh đó. Diệp Quân thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khẽ nói, nhị nha, tiểu bạch. Hắn vốn dĩ còn muốn dựa vào bản thân, nhưng hắn nhận ra hình như hơi khó khăn, cứ như thế này suốt sợ rằng bản thân mình sẽ đói chết mất. Tồn tại ở thế giới này cũng rất khó khăn. Một lúc sau, Diệp Quân khẽ lắc đầu rồi đi về phía đằng xa. Hắn vẫn nhớ đường đến đây, bây giờ cũng chỉ có thể đi về, vì trên người hắn không còn một xu dính túi. Cũng may trí nhớ còn tốt, nếu không sợ là thành ăn xin bên đường mất. Trạng vạng tối,
Diệp Quân chậm rãi sải bước đi bên đường, tay hắn cầm một nhánh cây gỗ, hắn nhẹ nhàng vung nhánh cây trong tay. Không có kiếm khí, cũng không có kiếm ý. Kiếm. Diệp Quân vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ. Sau khi không có tu vi và năng lực, hắn bắt đầu xem xét lại kiếm đạo của mình. Xác thịt. Tu vi. Không có hai thứ này, mình vẫn còn là kiếm tu sao? Tất nhiên là phải. Bản chất của kiếm là gì? Lúc này Diệp Quân nghĩ đến cô váy trắng. Cô váy trắng không có tu vi và xác thịt nhưng vung một nhát kiếm lên là có thể giết vô số mệnh vận đại đế trong tích tắc. Kiếm là gì? Kiếm nhất định phải dựa vào kiếm ý, cơ thể và tu vi sao? Kiếm có thể thuần túy một chút không? Diệp Quân nhìn nhánh cây trong tay, hắn bỗng xòe tay ra, dùng sức, nhánh cây bỗng bay lên, xuất hiện cách đó mấy trượng. Thuật ngự kiếm. Hắn không sử dụng huyền khí mà là dùng ý niệm. Kiếm ý thuần túy. Nhưng hắn nhận ra kiếm ý này vừa xuất hiện, sẽ lập tức bị phong ấn và cấm chế của nơi này áp chế, sau đó chỉ còn lại ý niệm, tất nhiên uy lực của kiếm do ý niệm phát ra sẽ yếu đi rất nhiều. Diệp Quân khẽ cong ngón tay lại, nhánh cây bỗng bay về trong tay hắn, hắn nhìn nhánh cây trong tay, im lặng hồi lâu mới khẽ nói chỉ có thể từ từ thôi. Không có xác thịt, không có tu vi, chỉ có thể tu kiếm. Có lẽ đây cũng không phải là chuyện xấu với hắn. Nghĩ đến đây Diệp Quân nở nụ cười, tất cả buồn bực, phiền muộn trước đó đều bị quét sạch. Khi Diệp Quân đến khu dân cư Tử Quận thì trời đã tối, hắn vừa định bước vào khu dân cư thì lúc này một chiếc ô tô bỗng dừng lại bên đường, nhìn thấy chiếc xe này, Diệp Quân sững sờ. Là xe của Tô Tử. Tô Tử xuống xe, cô ấy cũng sửng sốt khi nhìn thấy Diệp Quân, sau đó ánh mắt trở nên lạnh như băng, cô ấy quay đầu lại nhìn sang thư ký Tiểu Tuyết bước xuống ở bên cạnh. Đưa chìa khóa cho Tiểu Tuyết chuyển đồ xuống giúp tôi. Cô ấy không muốn ở chung nhà với loại người này, lần này là cố ý đến chuyển nhà. Tiểu Tuyết nhìn Diệp Quân, nhận lấy chìa khóa, sau đó đi vào trong khu dân cư. Nghe Tô Tử nói thế, Diệp Quân do dự một chốc, vừa định lên tiếng chủ động chuyển đi thì đúng lúc này, đằng xa bỗng có một chiếc xe chạy tới, hai người đàn ông đeo mặt nạ lao xuống từ trên xe, xông thẳng đến chỗ Tô Tử. Thấy thế sắc mặt Tô Tử lập tức thay đổi, liên tục lui về sau. Ngay khi hai người đàn ông đang muốn xông đến trước mặt cô ấy, Diệp Quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của gã, một trên trong đó vẫn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một cơn đau nhói ở hông, sau đó lăn lộn dưới đất kêu thảm thiết. Lúc này, trong chiếc xe ở đằng xa bỗng vang lên một giọng nói lạnh như băng, giết ả phụ nữ kia. Nghe người trong xe nói. Một người đàn ông đeo mặt nạ khác rút súng ra chĩa vào Tô Tử đang ở một bên, Tô Tử bỗng biến sắc, người đàn ông đeo mặt nạ không do dự bóp cò. Khoảnh khắc khi gã bóp cò, Diệp Quân bỗng kéo Tô Tử ra đằng sau, đồng thời nhánh cây trong tay văng ra. Vèo, vụt, Diệp Quân dẫn Tô Tử liên tục lùi về sau, cổ họng người đeo mặt nạ ở đằng xa kia bị một nhánh cây đâm vào. Ánh mắt người đeo mặt nạ hiện lên vẻ khó tin. Máu liên tục chảy ra từ trong miệng. Chiếc xe đó bỗng lao vút đi. Diệp Quân hơi cúi đầu nhìn ngực trái của mình, nơi đó máu chảy ra không ngừng. Đau. Diệp Quân ngã xuống đất, Tô Tử vội ôm lấy hắn, lúc nhìn thấy máu trên ngực Diệp Quân, đầu óc cô ấy trống rỗng, run giọng nói, anh không sao chứ? Diệp Quân hít sâu một hơi, vốn dĩ định nói không sao nhưng hắn có cảm giác đầu mình càng lúc càng choáng váng, hắn nói cô, cứu. Còn chưa nói hết lời, đầu hắn nghiêng sang một bên ngất lịm đi. Lúc này một đám người mặc đồ vest bỗng lao đến. Tô Tử hoảng hốt nói, mau cứu anh ta. Trong một trang viên xa hoa, Mộc Uyển Du cũng chạy đến, lúc nhìn thấy Tô Tử, cô ấy vội hỏi, anh ta không sao chứ? Tô Tử lắc đầu, còn đang cấp cứu. Nghe thế, Mộc Uyển Du trở nên căng thẳng, dường như nghĩ đến điều gì đó. Cô ấy nhìn Tô Tử, chẳng phải anh ta đến công ty của cậu làm việc sao? Sao lại? Tô Tử thấp giọng thở dài, nói hết mọi chuyện cho Mộc Uyển Du nghe. Nghe Tô Tử nói xong, Mộc Uyển Du nôn nóng đáp lời, cậu hiểu lầm anh ta rồi, anh ta đến câu lạc bộ vô biên không phải để đi chơi đùa mà để tìm người. Tô Tử sửng sốt, tìm người hả? Mộc Uyển Du gật đầu, cười khổ, anh ta nói với mình trong ký ức của anh ta. Anh ta quen với một người trong câu lạc bộ vô biên. Nhưng mình nói với anh ta,
muốn vào nơi đó thì phải là thành viên của câu lạc bộ, nên anh ta mới muốn kiếm tiền để đến đó. Tô Tử sửng sốt. Mục Uyển Du do dự, sau đó nói, cậu ném anh ta một mình ra ngoài, chắc chắn anh ta đã đi bộ về. Tô Tử siết chặt hai tay, cúi đầu không nói gì. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một căn phòng xa hoa, còn có mùi thơm thoang thoảng. Có vẻ như nhận ra điều gì đó, Diệp Quân quay đầu sang một bên, một cô gái nằm sấp bên giường. Là Tô Tử. Diệp Quân nhìn ngực của mình, ngực đã được băng bó, vẫn còn hơi đau. Diệp Quân khẽ lắc đầu, cũng may tên khốn đó không đánh vào đầu. Nếu không e là mình sắp tiêu đời. Mẹ kiếp, nếu chết ở nơi này thì mất hết thể diện với toàn bộ vũ trụ rồi. Lẽ nào mình bị chủ nhân bút đại đạo sắp xếp? Diệp Quân nhíu mày. Núi Phạn Tịnh, một người đàn ông bỗng tức giận mắng, sắp xếp cái con khỉ, ông đây đến bản thân mình còn khó giữ được. Tu Vi bị phong ấn, còn bẫy ngươi làm gì, chết tiệt, mẹ kiếp. Lúc này ở đằng xa bỗng vang lên giọng nói đầy tức giận, ngươi ồn ào gì đấy, còn không mau đi lau sàn nhà chính. Có muốn ăn cơm không? Cả ngày chỉ biết lười biếng. Chủ nhân bút đại đạo. Trong căn phòng, Diệp Quân vừa định ngồi dậy, lúc này Tô Tử bỗng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Diệp Quân đã tỉnh, cô ấy vội nói, anh tỉnh rồi à? Diệp Quân gật đầu hỏi, ừ, Tô Tử cô nương, nơi này là? Tô Tử nói, nhà của tôi. Diệp Quân sửng sốt, nhà cô ư? Tô Tử gật đầu, đúng thế. Cô ấy nhìn Diệp Quân, sau đó khẽ nói, tại sao anh lại cứu tôi? Diệp Quân cười nói, mặc dù chúng ta không phải là bạn nhưng cô đã giúp tôi khá nhiều việc, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Tô Tử nhìn thẳng vào Diệp Quân, tại sao anh lại lấy mạng sống để cứu tôi? Diệp Quân do dự, sau đó nói, lúc đó tình hình cấp bách, không nghĩ nhiều như thế. Tô Tử hơi cúi đầu nói, tôi xin lỗi, tôi không biết anh đến câu lạc bộ vô biên là để tìm người, tôi cứ nghĩ anh đến đó. Diệp Quân khẽ cười. Sau đó hơi tò mò nói, Tô Tử cô nương, rốt cuộc câu lạc bộ vô biên này làm ăn gì thế? Tô Tử nhìn Diệp Quân, anh không biết sao? Diệp Quân lắc đầu. Tô Tử bình tĩnh nói, một nơi mà đàn ông đều khá thích đến, nơi đó có rất nhiều những cô gái xinh đẹp, chỉ cần anh có tiền. Nghe thế Diệp Quân đã hiểu. Hắn khẽ thở dài, vô biên chủ này điên rồi sao? Đến đây mở loại hình này làm ăn hả? Thảo nào phụ nữ vừa nghe nói mình muốn đến nơi này thì mặt mày biến sắc. Diệp Quân cười khổ, bị tên khốn nạn vô biên chủ này hại thảm. Sau này có cơ hội phải bảo cô váy trắng đánh ông ta một trận. Vô biên chủ. Tô Tử nhìn Diệp Quân, vẻ mặt hết sức phức tạp. Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Quân bỗng hỏi, Tô Tử cô nương, mấy người kia là ai thế? Nghe thế sắc mặt Tô Tử trở nên lạnh lùng, đối thủ cạnh tranh thương mại. Lần này tập đoàn Tô Thị muốn đấu thầu một mảnh đất thương mại ở Yến Kinh, có rất nhiều kẻ thèm muốn mảnh đất này nhưng không ai trong số họ có thể cạnh tranh nổi với công ty tôi, thế nên chúng đến tiêu diệt chúng tôi. Diệp Quân khẽ nói, thì ra là thế, vậy sau này ra ngoài cô phải cẩn thận mới được đấy. Tô Tử gật đầu định nói gì đó, lúc này bụng Diệp Quân bỗng phát ra âm thanh. Tiếng bụng kêu khi đói. Tô Tử sửng sốt. Diệp Quân hơi ngượng. Tô Tử nói, anh đợi chút. Nói rồi cô ấy xoay người đi. Diệp Quân ở trên giường hít sâu một hơi, chuyện này lần đã cảnh tỉnh hắn. Mẹ nó, nơi này cũng không an toàn 100%. Phải khôi phục thực lực thôi. Nếu không thể khôi phục thực lực thì phải nhanh chóng tu luyện được thực lực. Nếu không lần sau gặp nguy hiểm, không thể cứ gọi cô váy trắng được mà nhỉ. Lúc này Tô Tử bỗng bưng một bát mì vào. Cô ấy bưng đến trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân vừa định ngồi dậy nhưng lại cảm thấy khá đau ở ngực, không thể động đậy. Tô Tử do dự, sau đó nói, tôi đút cho anh. Diệp Quân hơi do dự, chuyện này. Tô Tử nhìn Diệp Quân, anh có thể tự ăn được sao? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, vậy thì cảm ơn nhiều. Tô Tử gắp một đũa mì đưa đến miệng Diệp Quân, tay cô ấy khá run, có vẻ cô ấy cũng khá căng thẳng. Cứ thế một người đút, một người ăn, không ai nói gì. Ăn xong một bát mì, khuôn mặt Tô Tử đầm đìa mồ hôi lạnh. Diệp Quân cười nói, cảm ơn. Tô Tử gật đầu, anh cố gắng dưỡng thương đi.
Nói xong cô ấy đi ra ngoài. Tô Tử đến một căn phòng, trong phòng có một ông lão mặc đồ thời Đường. Trên trán và khóe mắt ông lão có nếp nhăn nhưng tinh thần ông ta rất dồi dào, đôi mắt sắc bén nghiêm nghị, ngồi đó bất động, cả người toát ra vẻ uy nghiêm. Tô Tử nói, ông nội. Ông lão trước mặt chính là Tô Mục, người nắm quyền thực tế của tập đoàn Tô Thị. Tô Mục nhìn Tô Tử, cậu ta đã cứu cháu à? Tô Tử gật đầu, vâng. Tô Mục bình tĩnh nói, vậy chúng ta phải cảm ơn người ta đàng hoàng. Tô Tử gật đầu, vâng. Tô Mục lại hỏi, bạn à? Tô Tử gật đầu, vâng. Tô Mục nhìn Tô Tử, bạn thế nào? Tô Tử sửng sốt, ông nội đã hiểu lầm. Cô ấy muốn giải thích nhưng lúc này Tô Mục lại nói, ông muốn gặp cậu ta. Tô Tử cảm thấy hơi bất an. Thấy Tô Tử bất an, Tô Mục thở dài, con bé ngốc này, cháu xem phim nhiều quá rồi đúng không? Sao ông nội cháu có thể làm mấy chuyện lấy oán trả ơn được chứ? Người ta lấy mạng sống để cứu cháu, đó không chỉ là ân nhân của cháu mà cũng là ân nhân của nhà họ Tô. Cháu yên tâm đi, cho dù hắn chỉ là một người bình thường, chỉ cần hai đứa yêu nhau, ông nội sẽ giúp các cháu, sẽ không chia rẽ đôi uyên ương. Ông lão vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, cho dù thân phận của cậu ta có thấp hèn, không tiền không quyền thế, chỉ cần cháu thích cậu ta, có nhà họ Tô giúp đỡ, cậu ta làm nên sự nghiệp cũng không phải việc gì khó. Đương nhiên, cho dù cháu không muốn gả cho cậu ta, lần này chúng ta cũng phải báo đáp người ta. Nghe Tô Mục nói thế, Tô Tử hơi cảm động, cô ấy biết trong các gia tộc giống bọn họ đều không tự do về hôn nhân, liên hôn là chuyện rất bình thường trong các gia tộc. Tô Tử giải thích, ông nội, cháu và anh ta, chỉ là bạn. Tô Mục nhíu mày, chỉ là bạn thôi sao? Tô Tử gật đầu, vâng ạ. Hồ đồ. Tô Mục hơi tức giận, chỉ là bạn mà người ta lại dùng cả mạng sống để cứu cháu hả? Tô Tử cạn lời. Giải thích. Cô ấy cũng không biết nên giải thích thế nào, vì cô ấy cũng không ngờ người đàn ông đó sẽ dùng cả mạng sống để cứu cô ấy, lẽ nào anh ta thích mình? Không thể nào. Dù sao cũng chỉ mới quen biết không lâu. Vừa gặp đã yêu. Hình như cũng không thực tế. Tô Tử thầm thở dài, cảm thấy hơi phiền. Tô Mục nhìn Tô Tử, thấp giọng thở dài, con bé này, cháu đừng tùy tiện nữa. Mấy năm nay cháu không yêu đương, ông nội cũng không ép cháu nhưng ông là người từng trải nên phải khuyên cháu một câu, nếu gặp được người mình thích thì nhất định phải nắm lấy, đánh mất mới hối hận thì đã muộn rồi. Tô Tử lắc đầu, ông nội. Chúng ta vẫn nên nói việc chính đi. Điều tra được thân phận của đối phương chưa? Nghe thế, ánh mắt Tô Mục lóe lên tia sát khí lạnh băng, ngoài nhà họ Lý ra thì còn ai vào đây nữa? Nhà họ Lý. Sắc mặt Tô Tử cũng trở nên u ám. Ở thành phố Bạch Vân này, nhà họ Lý và nhà họ Tô trước giờ là đối thủ cạnh tranh, cô ấy không ngờ lần này đối phương lại to gan như thế. Làm vậy là không màng quy tắc. Tô Mục trầm giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, cháu về nhà sống đi. Tô Tử do dự, sau đó nói, cháu sống bên ngoài. Tô Mục không vui lắm, Tô Tử nói, anh ta sẽ bảo vệ cháu. Tô Mục nhíu mày. Tô Tử lại nói, ông nội, nơi này giống một cái nhà giam, hơn nữa cháu và người phụ nữ đó. Nói đến người phụ nữ đó, sắc mặt cô ấy trở nên lạnh lùng. Tô Mục thở dài, tùy cháu vậy. Tô Tử mỉm cười, cảm ơn ông. Tô Mục nói, đợi sau khi cậu ta khỏe hơn thì dẫn cậu ta đến gặp ông. Tô Tử hơi do dự, muốn giải thích nhưng Tô Mục lại nói, ông đích thân cảm ơn cậu ta. Tô Tử bất lực, vâng ạ. Nói xong, cô ấy đi ra ngoài. Sau khi Tô Tử ra ngoài, một ông lão mặc đồ đen bước ra từ trong góc tối. Ông lão nhìn bên ngoài cửa, sau đó nói, ông cụ, ông ủng hộ cô chủ thật sao? Tô Mục không cảm xúc nói, nếu thanh niên kia là người bình thường thật, tất nhiên tôi sẽ không ủng hộ, từ xưa đến nay vợ chồng nghèo hèn trăm sự buồn khổ. Nó không hiểu, những người lớn tuổi như chúng ta không thể không hiểu điều đó. Tất nhiên cũng không thể đối xử tệ với người ta, dù sao người ta cũng đã liều mạng cứu, nhà họ Tô nhất định nhớ mãi ơn nghĩa này. Ông ấy vừa nói vừa nhắm mắt lại, còn cuối cùng thế nào vẫn phải trải qua mới biết. Diệp Quân ở trong phòng đang nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau nhói ở bụng, hắn thầm quyết định sau khi hồi phục sẽ chăm chỉ rèn sức khỏe và tu kiếm đạo. Bây giờ hắn đã có thể ngự kiếm bằng ý niệm,
đáng tiếc duy nhất là nơi này có cấm chế khá mạnh, cứ luôn áp chế hắn. Đối thủ thật sự của hắn là người đã bày bố cấm chế phong ấn cho nơi này. Lúc này, Tô Tử bỗng bước vào, Diệp Quân mở mắt ra, Tô Tử mặc một chiếc áo len màu trắng rộng rãi, bên dưới mặc chiếc váy rộng màu đen, tóc dài xõa ngang vai, so với tính cách và sự gợi cảm trước đó thì bây giờ cô ấy trông dịu dàng hơn. Tô Tử bước đến bên giường Diệp Quân ngồi xuống, cô ấy lấy quả táo đã gọt sẵn đưa cho Diệp Quân, đỡ hơn chút nào chưa? Diệp Quân nhận lấy quả táo, vừa bỏ lên miệng thì lại động đến vết thương ở ngực, hắn nhíu mày. Tô Tử nói, để tôi. Cô ấy vừa nói vừa lấy quả táo đưa đến bên miệng Diệp Quân, Diệp Quân cắn một miếng rồi nói, Tô Tử cô nương, cô biết mấy người hại cô là ai không? Tô Tử gật đầu, ông nội đã điều tra rồi, ông ấy sẽ giải quyết. Diệp Quân gật đầu cũng không nói gì thêm. Tô Tử bỗng nói, trước đó tôi đã hỏi Uyển Du, cô ấy nói anh đến câu lạc bộ vô biên tìm người à? Anh muốn tìm ai? Có lẽ tôi có thể giúp anh. Diệp Quân vội nói, vô biên chủ. Vô biên chủ. Tô Tử khẽ gật đầu, ừ, tôi nhớ rồi. Lát nữa tôi sẽ cho người đi nghe ngóng, xem thử câu lạc bộ vô biên này có ai là vô biên chủ không. Diệp Quân cười nói, cảm ơn. Tô Tử nhìn Diệp Quân, sau đó nói, anh không hận tôi sao? Diệp Quân hơi khó hiểu, tôi hận cô làm gì? Tô Tử cúi đầu xuống, anh đến câu lạc bộ vô biên tìm người nhưng tôi lại hiểu lầm anh, còn đuổi anh đi. Diệp Quân lắc đầu, chuyện này không trách cô, là vấn đề ở tôi, không nói rõ chuyện này. Tô Tử nhìn Diệp Quân khẽ nói, không giận thật à? Diệp Quân lắc đầu, không giận mà, hơn nữa cô giúp tôi nhiều như thế, mời tôi ăn cơm, còn mua quần áo cho tôi rất biết ơn cô. Tô Tử mỉm cười, không giận là được, giờ tôi đi hỏi tin tức của vô biên chủ giúp anh. Nói rồi cô ấy đứng lên đi ra ngoài. Diệp Quân nằm trên giường nhắm mắt lại, cha và cô váy trắng cũng đang ở đây, không biết giờ họ thế nào rồi. Còn Tiểu Bạch và Nhị Nha nữa. Bây giờ họ sống thế nào? Nếu họ bình an, nhận ra mình không ở đó thì có đi tìm mình không? Trong căn phòng VIP ở nơi nào đó. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch ngồi đó, trước mặt hai người là khoảng mười mấy người phụ nữ, những người này đều có vóc dáng khá cao, ăn mặc gợi cảm, ai trong số họ cũng đều rất xinh đẹp. Nếu là ở bên ngoài thì đều là người đẹp nữ thần đấy. Nhị Nha nhìn mười mấy cô gái, sau đó giơ ngón tay lên chỉ cô nữa. Cô bé giữ ba người phụ nữ lại. Vẻ mặt của những người không được chọn trở nên buồn bã, nhị Nha cô nương này rất hào phóng, quan trọng nhất là cô bé không lợi dụng ai cả. Sau khi mọi người ra ngoài, nhị Nha gọi mấy cô gái ngồi xuống, sau đó bật cười rồi lấy điện thoại ra, bắt đầu. Ba cô gái. Tiểu Bạch bỗng đẩy Nhị Nha ra, móng vuốt múa may. Nhị Nha nói, cháu trai sẽ không sao đâu. Tiểu Bạch vẫn khá lo lắng. Nhị Nha lấy một cây kẹo hồ lô ra đưa cho Tiểu Bạch, mắt Tiểu Bạch sáng lên, cháu trai gì đó lập tức bị nó ném lên 9 tầng mây. Sau 3 ngày tĩnh dưỡng, vết thương của Diệp Quân đã hồi phục khá tốt, bây giờ hắn đã có thể chậm rãi xuống giường đi lại. Diệp Quân đi đến bên giường. Dưới lầu là một vườn hoa rất lớn, rất nhiều người đang bận rộn. Diệp Quân hít sâu một hơi, tham lam hít thở không khí trong lành. Lúc này, Tô Tử bước vào, cô ấy đi đến phía sau Diệp Quân nói, chúng tôi đã điều tra câu lạc bộ vô biên, tổng cộng có 10 câu lạc bộ vô biên ở thành phố Bạch Vân, người phụ trách của 10 địa điểm này đều chưa từng nghe nói đến vô biên chủ. Nghe thế, Diệp Quân nhíu mày. Lẽ nào Nhị Nha gạt mình? Không thể nào. Diệp Quân hỏi, cơ sở chính của câu lạc bộ vô biên ở đâu? Tô Tử nói, ở Yến Kinh. Yến Kinh? Diệp Quân nhíu mày, có xa nơi này không? Tô Tử gật đầu, rất xa. Cô ấy do dự một chốc, sau đó nói, câu lạc bộ vô biên này không phải là một thế lực đơn giản, chúng tôi có vài mối làm ăn qua lại với họ nên có thể hỏi thăm được một ít thông tin, nhưng nếu đến Yến Kinh, thì tay chúng tôi không thể vươn dài đến bên đó. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn Tô Tử cô nương. Tô Tử lắc đầu, không thể giúp được anh, xin lỗi. Diệp Quân im lặng không nói. Vô biên chủ. Sau khi tên này đến hệ Ngân Hà có đổi tên không nhỉ? Nếu đổi tên, Diệp Quân thở dài, hiện giờ chỉ đành đi từng bước một thôi.
Tô Tử bỗng nói, ông nội tôi muốn gặp anh. Diệp Quân nhìn Tô Tử, hơi ngạc nhiên, ông nội cô sao? Tô Tử gật đầu, ừ, anh muốn gặp không? Diệp Quân hơi tò mò, ông ấy gặp tôi làm gì? Tô Tử do dự, sau đó nói, muốn đích thân cảm ơn anh. Diệp Quân nghĩ một lát rồi nói, bảo ông ấy đến gặp tôi đi. Tô Tử sửng sốt. Diệp Quân thấy mình lỡ lời, lập tức cười nói, dẫn tôi đi gặp ông ấy đi. Tô Tử nhìn Diệp Quân, gật đầu, ừ. Tô Tử dẫn Diệp Quân đến một sảnh lớn, Tô Mục đã đợi ở đó từ trước. Tô Mục nhìn Diệp Quân, không lên tiếng, cả người toát ra khí thế không giận mà uy. Tô Tử hơi lo lắng. Diệp Quân cũng không nói gì, chỉ nhìn Tô Mục. Mặc dù ông lão này có vẻ hơi uy nghiêm nhưng với hắn lại chẳng đáng là gì. Thấy Diệp Quân lại dám nhìn thẳng vào mình, Tô Mục hơi sửng sốt, cảm thấy khá ngạc nhiên, ông ấy nhìn Tô Tử, cháu đi ra ngoài đi. Tô Tử quả quyết lắc đầu. Tô Mục hơi bất lực, ông còn có thể làm hại cậu ta được sao? Tô Tử bình tĩnh nói, ông nội, ông có gì thì mau nói đi. Tô Mục lắc đầu thở dài, con gái lớn không thể giữ ở nhà. Nghe thế, Tô Tử đỏ bừng mặt, cô ấy nhìn Diệp Quân không nói gì. Tô Mục nhìn Diệp Quân, cậu bạn, cảm ơn cậu đã cứu cháu gái tôi một mạng. Vừa nói, ông ấy vừa nhìn sang bên phải, một ông lão đồ đen bước đến trước mặt Diệp Quân, sau đó đưa cho Diệp Quân một tấm thẻ. Tô Mục nói, chút tâm ý cho sự tôn kính, mong cậu nhận cho. Diệp Quân nhìn tấm thẻ trước mặt, sau đó nói, đây là gì? Tô Mục nhìn Diệp Quân, 5 triệu tệ tiền Hoa Hạ. 5 triệu tệ. Diệp Quân khá ngạc nhiên, đến đây một thời gian hắn đã có hiểu biết sơ về tiền bạc ở đây. 5 triệu tệ. Đó là một số tiền lớn. Diệp Quân không nhận tấm thẻ, hắn nhìn Tô Mục, ông cụ, tôi cứu Tô Tử cô nương là vì xem cô ấy là bạn. Mặc dù Tô Tử cô nương không coi tôi là bạn nhưng tôi vẫn xem cô ấy là bạn, cho nên ông không cần cảm ơn tôi bằng tiền. Tô Tử liếc nhìn Diệp Quân, thấp giọng nói, cái gì mà tôi không xem anh là bạn chứ, chẳng phân biệt được bạn trai và bạn nữa. Tô Mục nhìn Tô Tử, sau đó nhìn Diệp Quân, bạn. Diệp Quân gật đầu. Tô Mục lại hỏi, chỉ là bạn thôi sao? Diệp Quân sửng sốt, sau đó nói, ông cụ, tôi xem cô ấy là bạn gái, có vấn đề gì sao? Tô Tử cứng đờ như chạm phải điện. Tô Mục nhìn Diệp Quân không nói gì. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Tử và Tô Mục, Diệp Quân nhíu mày, lẽ nào bạn gái này còn có ý nghĩa khác sao? Chẳng phải Uyển Du từng nói không có nghĩa gì khác nữa à? Ngay lúc này Tô Mục ở một bên bỗng lắc đầu, thôi vậy, chuyện của hai đứa thì tự hai đứa giải quyết đi. Ông ấy vừa nói vừa phất tay, ông lão đồ đen ở trước mặt Diệp Quân đi ra ngoài. Tô Mục nhìn Diệp Quân, cười nói, dù thế nào thì cũng cảm ơn cậu đã cứu Tô Tử. Diệp Quân gật đầu, ông cụ khách sáo quá, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây. Tô Mục cười nói, ừ. Diệp Quân gật đầu, sau đó xoay người đi. Tô Tử vội đi theo hắn. Trong sảnh, Tô Mục nhìn Diệp Quân ở đằng xa, ông nghĩ thế nào? Ông lão đồ đen nhìn Diệp Quân đã đi xa ở ngoài điện, rất đúng mực, khí chất bất phàm, chắc chắn không phải là người thường. Tô Mục khẽ cười, có thể đâm vào cổ họng đối phương bằng một nhánh cây thì sao có thể là người thường được chứ? Ông lão im lặng, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Một nhánh cây đâm vào cổ họng không phải là chuyện người thường có thể làm được, có thể là một võ giả. Tô Mục bỗng lắc đầu, để xem bọn nó thế nào đã. Ông lão đồ đen do dự, sau đó nói, cần điều tra thân phận của cậu ta không? Tô Mục suy tư rồi lắc đầu, không cần đâu. Ông lão đồ đen nhìn Tô Mục khẽ nói, cậu ta không có ác ý gì với Tô Tử là được. Ông lão đồ đen khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Ra khỏi đó, Tô Tử quay đầu sang nhìn Diệp Quân bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Bình thường khi đàn ông nhìn thấy ông nội ít nhiều gì cũng sẽ lo lắng, nhưng người đàn ông trước mặt này lại không lo lắng chút nào, ngược lại cũng không hề hống hách, khí chất phi phàm, không yếu thế hơn của ông nội của mình. Rốt cuộc anh ta là ai thế? Tô Tử cảm thấy khá tò mò. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Tô Tử bỗng hỏi, tại sao anh không lấy tiền của ông nội tôi đưa? Diệp Quân cười nói, tôi cứu cô không phải vì tiền. Tô Tử vô thức hỏi, vậy thì vì cái gì?
Diệp Quân nói, tôi xem cô là bạn mà. Tô Tử nhìn Diệp Quân, bạn. Diệp Quân gật đầu, tôi nghĩ cô và cô Uyển Du đều rất tốt. Tô Tử nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân quay đầu sang nhìn Tô Tử, hắn sờ vào gò má mình cười nói, mặt tôi bẩn à. Tô Tử lắc đầu. Diệp Quân mỉm cười, đang định nói thì lúc này, đột nhiên có một người phụ nữ đi đến từ phía đằng xa, người phụ nữ nhìn qua khoảng 30 tuổi, mặc một bộ váy màu đỏ, mặc dù đã ngoài 30 nhưng được chăm sóc rất tốt nên trông có vẻ chỉ mới tuổi đôi mươi. Nhìn thấy người phụ nữ này, Tô Tử lập tức nhíu mày. Người phụ nữ mỉm cười bước đến trước mặt Diệp Quân và Tô Tử, cô ta nhìn Diệp Quân một lượt, sau đó cười nói cậu là bạn trai của Tô Tử à? Diệp Quân gật đầu, cô là. Tô Tử nhìn Diệp Quân không nói gì. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, làm việc ở đâu? Diệp Quân nhíu mày, người này đang chất vấn hắn. Tô Tử bỗng lạnh lùng nói, Lý Mai, anh ta làm việc ở đâu liên quan gì đến cô à? Người phụ nữ tên là Lý Mai đó mặc kệ Tô Tử, vẫn nhìn chằm chằm Diệp Quân, tỏ vẻ thân thiện, theo đuổi những thứ không thuộc về mình sẽ gây chết người đấy. Diệp Quân nhìn Lý Mai không nói gì. Lý Mai nhìn Tô Tử, Tô Tử, tôi phải nhắc cho cô nhớ cô ở bên cạnh người đàn ông khác, Vương Nhạc sẽ không vui đâu. Sắc mặt Tô Tử trở nên lạnh lùng, tôi ở bên ai thì liên quan gì đến hắn. Lý Mai mỉm cười, sau đó nhìn Diệp Quân, Tô Tử, đẹp trai cũng vô dụng thôi, người này nhất định phải có bản lĩnh, có lai lịch thân phận lớn, phải xứng đôi vừa lứa, nếu không sẽ chỉ là bi kịch giống như mẹ cô thôi. Lý Mai. Tô Tử bỗng tức giận quát, cô ấy nhìn chằm chằm Lý Mai, đôi mắt như phun ra lửa, cô còn dám nhắc đến mẹ tôi nữa. Lý Mai khinh thường cười nói, sao nào, cô định đánh tôi hả? Hiện giờ tôi là mẹ trên danh nghĩa của cô, mặc dù chỉ là mẹ kế nhưng cô đánh tôi một cái, ngày mai Tô Tử cô sẽ lên tin tức toàn quốc, cô có tin cô ta đột nhiên không nói gì nữa. Vì có một bàn tay đang bóp chặt lấy cổ Lý Mai. Tô Tử nhìn Diệp Quân, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Lý Mai cũng sửng sốt. Diệp Quân hơi dùng sức, đồng tử Lý Mai co lại, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Diệp Quân nhìn Lý Mai, xin lỗi đi rồi tôi sẽ buông cô ra, thế nào? Lý Mai nổi giận, lúc này Diệp Quân lại dùng sức siết chặt hơn. Rắc, đã có phần xương vang lên tiếng nứt gãy. Đồng tử Lý Mai co lại như hình dạng mũi kim, cái chết đang cận kề khiến cô ta mặc kệ mọi thứ mà lập tức gật đầu. Tay phải Diệp Quân buông ra, Lý Mai suýt thì mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Diệp Quân nhìn Lý Mai, xin lỗi đi. Lý Mai bỗng gào lên chói tai, người đâu, người đâu. Diệp Quân bỗng túm lấy tóc Lý Mai quật mạnh xuống đất. Rầm, mặt đất nứt ra, máu bắn tung tóe. Những người vừa chạy đến cũng đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tô Tử cũng sửng sốt. Tô Mục chạy đến cũng ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh này. Diệp Quân nhìn Lý Mai kêu gào dưới đất, bình tĩnh nói, xin lỗi thôi mà, cũng không phải tôi muốn lấy mạng cô, khó lắm à. Lý Mai thù hằn nhìn Diệp Quân, khàn giọng gào, còn không mau đánh hắn. Đám vệ sĩ của nhà họ Tô xung quanh bước đến, Tô Tử tức giận nói, ai dám. Nghe thế, đám vệ sĩ không dám bước đến nữa, đều nhìn Tô Mục ở phía xa. Tô Mục nhìn Diệp Quân không lên tiếng. Diệp Quân định ra tay nhưng bị Tô Tử vội vàng túm lấy, cô ấy nhìn Diệp Quân, lắc đầu. Không quyến rũ được tôi đâu. Người phụ nữ trước mặt này là người nhà họ Vương, mà nhà họ Vương là thế lực ngầm ở thành phố Bạch Vân, cô ấy sợ gây họa cho Diệp Quân. Diệp Quân suy tư, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Mục, ông cụ Tô, tôi nghĩ ông cũng là người rất có lề lối phép tắc và nhìn xa trông rộng, tại sao lại để một người ngu xuẩn như vậy ở nhà họ Tô? Trong nhà có người vợ ngu xuẩn như vậy là làm hại cả ba đời đấy. Ở chỗ của bọn tôi, loại người này rất dễ mang họa về cho gia đình. Hôm nay nể mặt Tô Tử, tôi sẽ tha cho cô ta nhưng nếu sau này cô ta dám to gan đến trả thù tôi thì cô ta sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Tô Tử vội chạy theo. Lý Mai nằm dưới đất không ngừng kêu gào thảm thiết. Ông lão đồ đen bên cạnh Tô Mục trầm giọng nói, ông cụ. Trong mắt thanh niên đó có sát khí. Tô Mục im lặng hồi lâu rồi nói, điều tra thân phận của cậu ta. Ông lão đồ đen gật đầu, xoay người đi. Tô Mục nhìn Lý Mai kêu gào dưới đất, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét,
nếu không phải vì nhà họ Vương thì ông ấy đã xử chết người phụ nữ này lâu rồi. Ngu ngốc không chịu được. Sau khi ra khỏi nhà họ Tô, Diệp Quân nhắm chặt hai mắt lại, hắn bắt đầu vận chuyển quan huyên pháp, tiếc là huyền khí ở đây quá ít, ít đến đáng thương. Mặc dù rất ít nhưng chỉ cần có một chút thôi thì hắn cũng có thể làm được rất nhiều việc. Lúc này Tô Tử đi đến cạnh Diệp Quân, Diệp Quân mở mắt ra, Tô Tử nhìn hắn, giận à. Diệp Quân nói, cô ta là mẹ kế của cô sao? Tô Tử gật đầu, sắc mặt u ám, bố tôi quen với cô ta ở câu lạc bộ vô biên. Nghe thế Diệp Quân sửng sốt, bây giờ hắn mới hiểu tại sao lúc mình nói đến câu lạc bộ vô biên thì cô ấy lại tức giận như thế. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, vì chuyện của gia đình nên cô mới ra ngoài thuê chung nhà với Uyển Du. Tô Tử gật đầu, tôi không thích ở đây. Diệp Quân khẽ cười, sau đó nói, cô có thể đưa tôi về căn chung cư đó không? Tô Tử nhìn Diệp Quân, tôi cũng phải về mà. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, cô cũng về hả? Tô Tử gật đầu. Diệp Quân do dự rồi nói, tình cảnh hiện giờ của cô khá nguy hiểm, ở đây sẽ tốt hơn. Tô Tử bỗng nói, tôi mời anh làm vệ sĩ cho tôi, thế nào? Diệp Quân sửng sốt, vệ sĩ? Tô Tử gật đầu, anh vẫn phải đến câu lạc bộ vô biên đúng chứ? Diệp Quân gật đầu. Hắn nhất định phải tự mình đi xem thử, chỉ cần câu lạc bộ vô biên là do vô biên chủ mở thật thì hắn chắc chắn có thể tra được một ít manh mối. Tô Tử cười nói, anh có biết cần bao nhiêu tiền mới có thể trở thành khách VIP của câu lạc bộ vô biên không? Diệp Quân lắc đầu. Tô Tử đưa một ngón tay lên, một năm ít nhất phải tốn 2 triệu tệ hoa hạ. Diệp Quân nói, cô nên đưa hai ngón tay chứ. Tô Tử khẽ cười, sau đó nói tiếp, đây mới là khách VIP thông thường thôi, muốn trở thành khách VIP cao cấp thì một năm ít nhất phải tiêu tốn vào chỗ đó hàng trăm triệu tệ mới được. Hàng trăm triệu. Diệp Quân im lặng. Tô Tử cười nói, anh làm vệ sĩ cho tôi, một tháng tôi trả cho anh 30.000 tệ hoa hạ, anh thấy sao? 30.000. Diệp Quân suy nghĩ một chốc mới gật đầu, được. Tô Tử mỉm cười, sau đó lấy 30.000 tệ hoa hạ ra đưa cho Diệp Quân, tôi trả trước cho anh một tháng lương. Diệp Quân do dự, sau đó nhận tiền, ừ. Tô Tử cười nói, nhận tiền rồi thì không được phép hối hận. Diệp Quân gật đầu, không hối hận. Tô Tử mỉm cười, đi thôi. Nói xong, cô ấy lái xe chở Diệp Quân về khu dân cư Tử Quận. Trong căn hộ, vừa mở cửa ra, Diệp Quân đã nhìn thấy Mộc Uyển Du, lúc này Mộc Uyển Du đang mặc một bộ váy ngủ 2 giây, trước ngực để lộ ra một vùng tuyết trắng lớn, bên dưới không mặc gì. Ba người đều sửng sốt. Mộc Uyển Du a một tiếng rồi xoay người chạy về phòng mình. Diệp Quân cũng hơi lúng túng. Tô Tử nhìn Diệp Quân, anh nhìn thấy gì chưa? Diệp Quân do dự, sau đó nói, tôi chẳng thấy gì cả. Hắn cũng không ngốc mà. Tô Tử nhìn Diệp Quân, không nói gì. Lúc này Mộc Uyển Du bước ra, cô ấy đã thay một bộ váy ngủ dài, che kín người. Mặt Mộc Uyển Du đỏ bừng hệt như quả táo, sao hai người lại về đây? Diệp Quân cười nói, không quen ở đó. Mộc Uyển Du nói, hai người ăn chưa? Diệp Quân lắc đầu. Mộc Uyển Du vội nói, vậy để tôi đi nấu gì đó cho hai người. Nói rồi cô ấy đi vào phòng bếp. Nửa tiếng sau, ba người ngồi vây quanh bàn ăn. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân, ngạc nhiên nói, làm vệ sĩ. Diệp Quân gật đầu, đúng thế, đợi đến khi kiếm được ít tiền, tôi sẽ đến câu lạc bộ vô biên, nếu không tìm được người tôi cần thì chỉ đành đến Yến Kinh. Đến Yến Kinh, nghe thế Tô Tử và Mộc Uyển Du đều sửng sốt. Mộc Uyển Du bỗng cười nói, vậy thì tốt, tháng này tôi cũng tốt nghiệp rồi. Đến lúc đó tôi cũng sẽ đến Yến Kinh, chúng ta vừa lúc làm bạn đồng hành. Diệp Quân cười nói, được. Tô Tử cười nói, tôi cũng muốn đi. Diệp Quân nhìn Tô Tử khẽ mỉm cười, mảnh đất mà bọn tôi đấu giá lần này là ở Yến Kinh. Tập đoàn Tô Thị bọn tôi vẫn luôn muốn đầu quân vào Yến Kinh, thế nên sau khi mọi thứ ở Yến Kinh đã ổn thỏa, tôi sẽ đến đó. Diệp Quân cười nói, vậy tốt quá, đến lúc đó có thêm một người đồng hành. Tô Tử mỉm cười, ừ. Mộc Uyển Du nói, nếu anh đến câu lạc bộ vô biên, có phải cũng nên gọi vài em gái trước không? Diệp Quân sửng sốt, em gái hả? Mộc Uyển Du gật đầu, ừ, anh phải tiêu tốn vào đó trước mới có thể trở thành khách VIP.
Diệp Quân ngẫm nghĩ, vừa định nói gì đó nhưng hắn bỗng nhận ra hai người phụ nữ đều đang nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quân cười, thì. Mục Uyển Du nhìn Diệp Quân khẽ nói, nghe nói các cô gái ở đó đều rất xinh đẹp, hơn nữa rất hào phóng, có thể trêu chọc đàn ông. Diệp Quân cười nói, có đẹp bằng các cô không? Nghe thế hai người đều sửng sốt. Diệp Quân và một miếng cơm, sau đó nói, nếu không đẹp bằng các cô thì không quyến rũ được tôi đâu. Hai người phụ nữ đều mỉm cười. Mục Uyển Du chớp mắt, nếu đẹp hơn bọn tôi thì sao? Diệp Quân buông bát đũa xuống, nghiêm túc nói, vậy thì tôi không phản kháng, tùy bọn họ bắt nạt. Mục Uyển Du sửng sốt, sau đó trợn mắt nhìn Diệp Quân, anh đúng là xấu xa. Tô Tử lắc đầu khẽ cười. Nhà họ Diệp, Kháo Sơn phái. Dùng cơm xong rồi, Mục Uyển Du dọn dẹp chén đũa, tôi đi rửa chén. Diệp Quân cười, để tôi phụ. Nói rồi đứng dậy đi theo. Mục Uyển Du, không cần đâu. Diệp Quân, có sao đâu mà. Mục Uyển Du nhìn hắn, khẽ cười mỉm chi. Tô Tử lại quan sát với vẻ tò mò, tự hỏi thanh niên này rốt cuộc là kiểu người thế nào. Lúc bình thường thì ôn hòa, nhã nhặn, lễ độ như quân tử. Khi nổi giận thì khiến người khác phải sợ. Cô ấy vẫn còn nhớ khoảnh khắc Diệp Quân nổi cơn lôi đình ở nhà họ Tô, cô đã cảm nhận được sát ý như thế nào. Nếu hôm ấy không ra tay ngăn cản, có lẽ hắn đã ra tay giết người thật. Tô Tử nhìn thanh niên đang rửa chén phía xa, khóe môi gợi lên nụ cười. Cô ấy không rõ hắn là ai, nhưng chắc chắn là người tốt. Đêm buông xuống. Diệp Quân nằm trên ghế sofa, vận chuyển tâm pháp vũ trụ. Linh khí tuy rất ít nhưng có còn hơn không? Hấp thu đến nửa đêm, đan điền của hắn mới tích được lượng huyền khí bằng hạt đậu, chỉ đủ để tung ra một tia kiếm khí mà thôi. Tuy hắn vẫn có thể ngự kiếm mà không dùng đến huyền khí nhưng sẽ không đi được xa, cùng lắm chỉ được mấy trượng, nếu có huyền khí thì ít nhất cũng đến trăm trượng. Đúng lúc này, tiếng ẩu đả truyền tới từ lầu dưới khiến hắn mở bừng mắt. Đến rồi. Diệp Quân nheo mắt lại. Tô Tử ra ngoài. Nhà họ Tô đương nhiên phải phái Bảo Tiêu đi theo. Cô ấy cũng nghe được âm thanh mà đi ra ngoài trong bộ đồ ngủ. Thấy Tô Tử nhanh chóng đi đến bên mình, Diệp Quân ngóng mắt nhìn ra ngoài cửa, chợt nghe tiếng bước chân vang lên. Tô Tử biến sắc, không nhịn được mà tóm lấy tay hắn. Diệp Quân khoác tấm chăn bên cạnh lên người cô, trời lạnh, coi chừng cảm. Tô Tử sửng sốt, nhìn sang hắn với một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Diệp Quân lại dặn dò, đừng ra ngoài. Thấy hắn nhấc chân muốn đi, cô gái níu tay lại, cẩn thận. Diệp Quân cười cười, nhặt lấy một nắm đũa trên bàn ăn rồi đi tới cửa. Một khắc sau, hắn giật mạnh cửa, lao ra ngoài. Á! Một tiếng hét thảm vang lên bên ngoài. Tô Tử siết chặt hai tay, gương mặt tràn ngập lo lắng và hồi hộp. Bên ngoài, năm thi thể nằm la liệt trước mặt Diệp Quân. Mỗi người đều bị một chiếc đũa cắm vào giữa trán. Mất mạng chỉ vì cây đũa. Đứng cách đó mấy trượng là một người bọc kín mít trong lớp vải đen, đang dương mắt nhìn hắn chằm chằm, cất giọng khàn đặc cổ võ giả. Diệp Quân im lặng nhìn lại. Người áo đen, tại hạ thuộc nhà họ Mạc, Nam phái, các hạ là. Hắn đáp, nhà họ Dương, Kháo Sơn phái, Diệp Quân. Kháo Sơn phái. Người áo đen nhíu mày. Nhớ lại không có phái nào tên này trong 10 thế gia cổ võ ở Hoa Hạ cả. Xem ra chỉ là thế lực nhỏ vô danh mà thôi. Nghĩ vậy, gã ta nâng tay phải lên. Trang phục gã không gặp gió mà vẫn bay thốc lên. Sau đó gã tung người nhảy lên, tung cú đấm về phía Diệp Quân như hổ dữ vồ mồi. Quyền phong thét gào, khí thế kinh người. Diệp Quân ngạc nhiên, không ngờ người này đúng là có mạnh hơn người thường tí xíu. Đương lúc gã lao tới trước mặt. Hắn lách mình né tránh cú đấm của gã, đưa tay thọc cây đũa vào họng gã. Phập! Người áo đen trợn to hai mắt, ngã rầm xuống đất. Diệp Quân cúi xuống lục lọi trên người gã một phen, cuối cùng tìm thấy một hòn đá lớn bằng ngón cái. Hắn không khỏi ngẩn ra. Linh thạch! Không ngờ lại là linh thạch. Cảm xúc đầu tiên của hắn là mừng rỡ, nhưng không được bao lâu đã nhíu mày như bị tạt nước lạnh. Bởi vì linh khí trong linh thạch ít đến đáng thương. Quá quá ít. Diệp Quân đau đầu, sao mà linh khí hệ ngân hà lại ít thế nhỉ? Hắn thu hòn đá vào,
lại càn quét từ thi thể mấy tên khác, tìm được hơn 10.000 đồng hoa hạ. Đúng lúc này, cửa mở ra, Tô Tử nhanh chóng vào tới bắt lấy tay hắn, run run hỏi anh. Anh không sao chứ? Diệp Quân cười đáp, không có gì. Tô Tử thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy xác chết thì lập tức nôn ọe. Diệp Quân nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô ấy, lại đưa sang một tờ khăn ăn. Tô Tử nhận lấy, cảm ơn. Diệp Quân gật đầu, đi theo tôi. Hắn kéo theo Tô Tử đi xuống lầu, thấy ở đó cũng nằm la liệt mười mấy thi thể. Có một chiếc xe đang đậu ở ven đường gần đó, tựa vào nó là một thanh niên với một lão già đứng sau. Tô Tử vừa nhìn thấy người này thì sắc mặt lạnh băng, cậu cả Lý Tử Thần của nhà họ Lý. Nhà họ Lý. Diệp Quân đang nhíu mày thì nghe người kia hô lên, ê. Hắn nhìn sang, thấy Lý Tử Thần cười nhăn nhở, đưa tay lên làm động tác rạch ngang cổ, chờ chết đi mày. Nói xong, gã xoay người lên xe. Nhưng đúng lúc này, Diệp Quân lại vồ tới. Lão già đứng sau Lý Tử Thần biến sắc, lập tức bước về trước, tung cú đấm về phía Diệp Quân. Nhưng chỉ một khắc sau, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một chiếc đũa đã đâm xuyên qua nắm đấm, cắm vào yết hầu lão. Phụt! Một dòng máu tươi bắn ra. Lão già ngã xuống với đôi mắt mở trừng trừng. Diệp Quân đã vọt tới trước mặt Lý Tử Thần. Y không kịp phản ứng đã bị hắn chộp lấy cổ họng, rộng đầu xuống đất. Á! Tiếng hét thê thảm vang lên bốn phía. Diệp Quân nhìn gương mặt sợ hãi của y, bảo bọn tao chết. Lý Tử Thần lắp bắp, tao. Tao là người nhà họ Lý. Mày dám đụng vào tao. Diệp Quân vung chân đạp thẳng vào mặt y. Ầm! Lý Tử Thần kêu như heo bị chọc tiết. Diệp Quân nói với Tô Tử, nhắm mắt lại. Cô ấy quật cường đáp, không. Diệp Quân nghiêm giọng, ngoan, nhắm mắt đi. Tô Tử lắc đầu. Diệp Quân đành bất đắc dĩ, thôi được. Nói rồi, hắn vùng đũa rạch ngang cổ họng Lý Tử Thần. Xoẹt! Đầu y lăn ra nơi khác, máu phun đầy đất. Đối với hắn, đã là kẻ thù thì phải nhổ tận gốc. Bản thân hắn cũng không thích sông dài, hôm nay không đánh chết thì ngày mai bọn chúng lại kéo tới báo thù, hắn tuyệt đối sẽ không cho chuyện đó có cơ hội xảy ra. Tô Tử thấy Diệp Quân chính tay giết người thì đầu óc trống rỗng như bị sét đánh. Diệp Quân vứt đũa xuống đất, lại vơ vét một vòng, thu được hai viên linh thạch nhưng thành phần rất tạp nham, không được bao nhiêu linh khí. Hắn thu đá vào rồi trở lại, Tô Tử mặt cắt không còn hột máu, nghe theo bản năng mà lùi về đầy sợ hãi. Diệp Quân thấy vậy thì sững ra một thoáng rồi xoay người lên lầu. Hắn đi khuất rồi, Tô Mục mới dẫn người chạy đến, khi thấy thi thể Lý Tử Thần thì cứng đờ tại chỗ. Ông ấy nhìn cháu mình, nhưng chưa kịp mở miệng thì Tô Tử đã vọt lên lầu. Diệp Quân trở về phòng, đi rửa tay rồi nằm vật ra ghế, chuẩn bị ngủ lại. Bỗng Tô Tử đi tới, thấy hắn im lặng khép hờ mắt. Cô ấy cầm lấy tay áo hắn, thì thầm tôi xin lỗi. Diệp Quân vẫn im lặng. Thấy hắn không nói lời nào, Tô Tử hoảng loạn giải thích, không phải tôi sợ anh. Chỉ là lần đầu tiên tôi thấy người chết nên, anh đừng giận mà. Diệp Quân lắc đầu, phản ứng đó là bình thường nên tôi không giận cô. Tôi chỉ có thể nói, chúng ta là người của hai thế giới khác nhau. Người của hai thế giới khác nhau. Tô Tử nghe mà chân chối tại chỗ, trong lòng đầy xót xa, hai mắt ngập nước lan dài trên má. Diệp Quân lại nói, tôi đã nhận tiền của cô thì sẽ bảo vệ cô trong tháng này, sau đó tôi sẽ đi, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Vì hắn cũng chỉ là một người khách đi ngang qua hệ Ngân Hà, một khi đến đúng thời điểm sẽ tự rời đi. Còn Tô Tử ư, nói thật thì hắn cũng tức giận chứ. Hắn vì ai mà giết người? Vì Tô Tử. Vậy mà cô ta còn sợ hãi, xem hắn là người xấu. Lời này của Diệp Quân khiến Tô Tử đờ ra như bức tượng, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Nhưng cô ấy chưa kịp nói gì thì cửa phòng Mộc Uyển Du mở ra. Cô ấy thấy bạn mình đứng bên ghế sofa thì thắc mắc, Tô Tử. Tô Tử hơi rũ đầu, Uyển Du. Mộc Uyển Du cười, hai người đang nói gì vậy? Tô Tử lắc đầu, sao cậu lại dậy rồi? Mộc Uyển Du, mình nghe có tiếng ồn ào nên ra xem. Diệp Quân bỗng xen vào, đi nghỉ đi. Mộc Uyển Du nhìn hắn rồi lại nhìn Tô Tử. Tô Tử nhìn Diệp Quân, lại nói tôi xin lỗi. Rồi trở về phòng. Mộc Uyển Du trần trừ đi đến,
kéo tay áo hắn, hai người cãi nhau à? Diệp Quân nhìn cô cười, đi ngủ sớm đi. Mộc Uyển Du, cậu ấy khóc rồi. Diệp Quân im lặng. Mộc Uyển Du do dự một hồi, tôi hỏi anh một câu, anh trả lời thật lòng được không? Diệp Quân tò mò, câu gì? Mộc Uyển Du, có phải? Anh thích Tô Tử không? Diệp Quân sững ra, sao lại hỏi thế? Mộc Uyển Du, vì anh liều mạng cứu cậu ấy. Diệp Quân mỉm cười, nếu cô gặp nguy hiểm thì tôi cũng làm vậy thôi. Mộc Uyển Du, ngay cả chắn đạn cho tôi. Diệp Quân cười, chắn pháo còn được. Mộc Uyển Du chớp mắt, đoạn nở nụ cười ngọt ngào, nếu. Tôi nói nếu thôi nhé. Phải chọn giữa tôi và Tô Tử thì anh sẽ chọn ai? Diệp Quân thắc mắc, chọn cái gì mới được? Mộc Uyển Du cúi đầu, nhẹ giọng nói, chọn làm bạn gái. Nói xong thì mặt đỏ dần dần, nhịp tim tăng tốc. Diệp Quân cười phá ra, chọn hết. Mộc Uyển Du ngây ngẩn rồi nguýt hắn, có cái búa. Cô ấy xoay người muốn đi, nhưng như chưa hết giận mà quay lại đá hắn một cái, tức tối nói, anh cứ mơ đi. Tức chết tôi rồi. Nhìn Mộc Uyển Du hầm hè trở về phòng. Diệp Quân tự hỏi, có nhiều bạn gái ở hệ Ngân Hà có phạm pháp không ta? Trên ghế sofa, Diệp Quân hơi lắc đầu, hắn cảm thấy ở hệ Ngân Hà, bạn và bạn gái có chỗ khác nhau, nhưng dù nghĩ thế nào hắn cũng không biết khác ở đâu. Diệp Quân không nghĩ nhiều, tiếp tục ngủ. Mà ở dưới lầu, lúc này Tô Mục đã hoàn toàn trợn mắt há mồm. Thi thể đầy đất, trong đó bao gồm cả cậu chủ nhà họ Lý, Lý Tử Thần. Đều đã bị Diệp Quân giết. Ông già bên cạnh Tô Mục đi sang một bên, nhìn thi thể ông lão bên cạnh thi thể Lý Tử Thần, sau đó trịnh trọng nói, ít nhất cũng phải cảnh giới giao quang cấp 3. Ở Hoa Hạ, cấp bậc tu luyện của cổ võ giả được chia thành 9 cấp, cấp 3 không thể coi là cao thủ hàng đầu, nhưng ở thành phố Bạch Vân thì không bị coi là yếu. Lúc này, ông già đó lại nói, một đòn chí mạng. Một đòn chí mạng. Tô Mục im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn lên lầu, nhíu mày thật chặt. Rốt cuộc người đàn ông này là thần thánh phương nào? Thực lực không chỉ mạnh mà làm việc còn rất tàn nhẫn và quyết đoán. Hắn đi theo Tô Tử, chẳng lẽ thật sự thích Tô Tử? Trong lòng Tô Mục không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Một lúc sau, Tô Mục khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thu dọn chiến trường đi, dọn dẹp sạch sẽ vào, còn nữa, đưa thi thể Lý Tử Thần về nhà họ Lý. Ông già do dự một lúc rồi bảo, nói là nhà họ Tô làm hay là nói là cậu Diệp Quân làm ạ? Tô Mục nổi giận, đương nhiên là nhà họ Tô làm rồi, người ta đã giúp chúng ta việc lớn như vậy, nhà họ Tô lại không gánh nổi chút trách nhiệm này sao? Ông lão gật đầu, đã hiểu. Nói xong ông ta lui đi. Nhà họ Lý. Lý Minh bác chủ nhà họ Lý nhìn thi thể Lý Tử Thần trước mặt, hai tay siết chặt, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Ở nơi không xa phía trước Lý Minh bác có một người đàn ông trung niên. Lý Minh bác nhìn ông ta, lạnh lùng nói, lai lịch của người đó là gì? Người đàn ông trung niên lắc đầu, chưa điều tra ra được ạ. Lý Minh bác khẽ nhíu mày, chưa điều tra ra được. Người đàn ông trung niên gật đầu, chỉ biết là hắn đột nhiên xuất hiện trước đó không lâu, sau đó bị Mộc Uyển Du đâm phải đưa vào bệnh viện, sau khi ra viện thì kết giao với nhà họ Tô, chỉ có vậy thôi ạ. Lý Minh bác im lặng một lúc lâu mới nói, thủ đoạn của người này cực kỳ tàn nhẫn. Người đàn ông trung niên gật đầu, đều là một đòn chí mạng. Sau đó ông ta nhìn Lý Minh bác, ông chủ, ông ra lệnh đi ạ. Lý Minh bác khẽ lắc đầu, bây giờ chưa thích hợp ra tay, chắc chắn hiện giờ nhà họ Tô đang hết sức cảnh giác, không thể ra tay lúc này được. Còn nữa, thân phận của thanh niên này không rõ ràng, hành động hấp tấp lỗ mãng, gây ra họa lớn, vậy nên... Nói tới đây, ông ta nheo mắt, mời người ngoài ra tay đi. Đương nhiên ông ta không thể bỏ qua mối thù giết cháu trai được. Có vẻ như nghĩ tới điều gì, Lý Minh bác nhìn người đàn ông trung niên, bảo câu lạc bộ vô biên điều tra giúp xem có thể tra ra được lai lịch của người này không. Người đàn ông trung niên gật đầu, đã rõ. Nói xong ông ta đi ra ngoài. Trong đại sảnh, Lý Minh bác nhìn thi thể Lý Tử Thần trước mặt với vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Chặt đầu chia xác, cậu đang cảnh cáo nhà họ Lý tôi sao? Người đâu? Lúc này, một người áo đen xuất hiện sau lưng ông ta. Lý Minh bác cất giọng lạnh lẽo, đi mời người của vị Lai Tông, cho họ ra giá.
Sáng sớm, một tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên mặt Diệp Quân, ánh nắng buổi sớm ấm áp rất dễ chịu. Diệp Quân chậm chậm mở mắt, ngồi dậy lười biếng duỗi eo, dường như nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu lại nhìn, trên bàn có hai bát mì và hai ly sữa bò. Diệp Quân khẽ mỉm cười, đi đến bàn ăn, lúc này Tô Tử cũng đi ra, hôm nay cô ấy mặc chiếc váy bó sát màu đen, dáng người cô ấy cao ráo, body cực chuẩn được chiếc váy đen bó sát này tôn lên càng thêm nóng bỏng. Trên tay cô ấy đang cầm một chiếc túi màu trắng. Diệp Quân nhìn Tô Tử, phải công nhận rằng cô gái này thực sự rất đẹp, khiến người ta nhìn mà cảm thấy vui tai vui mắt. Cách ăn mặc của hệ Ngân Hà khác với vũ trụ quan Huyên, so với phụ nữ ở vũ trụ quan Huyên, cách ăn mặc của Tô Tử táo bạo hơn, vai lộ hoàn toàn ra ngoài, chân cũng lộ ra ngoài, nhưng lại không hề thô tục, là một sự kết hợp vừa phải khéo léo. Tô Tử hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, nhưng màu son lại đậm hơn, trong sự lạnh lùng lại toát lên vẻ gợi cảm, xinh đẹp khó cưỡng. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân, tim Tô Tử đập nhanh hơn, cô ấy yên lặng đi tới bên bàn ăn, nhẹ nhàng nói ăn xong anh theo tôi đến công ty nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong hắn bắt đầu ăn. Phải nói rằng mì Mộc Uyển Du làm rất ngon, ăn hoài không chán. Nhưng Tô Tử lại không ăn. Diệp Quân nhìn Tô Tử, sao cô không ăn? Tô Tử khẽ cười, tôi không đói. Diệp Quân chớp mắt, vậy tôi ăn hết nhé. Tô Tử cười đáp, ừm. Diệp Quân cũng không khách sáo, ăn xong cả hai bát, hắn nhìn Tô Tử nói, chúng ta đi thôi. Tô Tử gật đầu. Khi hai người xuống lầu thì thấy có ba chiếc xe đang đỗ bên đường, ba người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh chiếc xe ở giữa. Diệp Quân biết có lẽ đây là vệ sĩ nhà họ Tô cử đến. Diệp Quân do dự một chút, sau đó nói, hay là tôi không đi với cô nữa thì hơn. Tô Tử lập tức nhìn về phía Diệp Quân, tại sao? Diệp Quân cười, có người bảo vệ cô rồi. Tô Tử lắc đầu, không được, tôi sắp, chúng ta đã hứa rồi, anh không được nuốt lời. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi đáp, thôi được rồi. Vệ sĩ mở cửa xe, Diệp Quân và Tô Tử ngồi ở hàng ghế sau. Sau khi xe khởi động, cả Tô Tử và Diệp Quân đều không nói gì. Diệp Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có rất nhiều nhà cao tầng, người qua lại, đâu đâu cũng thấy khói lửa nhân gian. Khói lửa nhân gian là thứ xoa dịu lòng người phàm nhất. Thời gian này đến hệ Ngân Hà, tâm cảnh của hắn đã thay đổi rất nhiều. Thế nào là phàm? Trước đây hắn chưa bao giờ thực sự hiểu. Đến đây, hắn cần sinh tồn, cần làm việc. Nếu không làm việc sẽ thực sự chết đói. Sự bình lặng của những người ở tầng lớp thấp sao lại không phải một loại bất lực. Hơn nữa, trải qua chuyện tối hôm qua, hắn hiểu được, cho dù ở nơi này cũng vẫn đầy tranh đấu. Không có thực lực, dù ở thế giới nào cũng đều bị vận mệnh chà đạp. Lúc này Tô Tử chợt nói nhỏ, anh đang nghĩ gì thế? Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, khẽ lắc đầu không nói. Tô Tử tưởng Diệp Quân vẫn đang giận chuyện tối qua, nét mặt cô ấy lập tức ảm đạm. Lúc này Tô Tử bỗng bảo, dừng xe ở phía trước. Tài xế đáp ngay, vâng thưa cô chủ. Một lúc sau, tài xế tìm được một chỗ đỗ xe, Tô Tử kéo Diệp Quân ra khỏi xe, Diệp Quân đang định hỏi thì Tô Tử đã kéo hắn đi về phía trước, chẳng bao lâu cô ấy đã đưa hắn vào một cửa hàng. Tô Tử kéo Diệp Quân đến trước một quầy, chỉ vào một chiếc điện thoại trong đó, lấy cho tôi cái này. Nhân viên thưa, vâng. Tô Tử lại nói, làm sim cho tôi luôn nhé. Nhân viên gật đầu. Một lúc sau, nhân viên đã cài đặt điện thoại xong và đưa cho Tô Tử. Tô Tử kiểm tra một lát rồi đưa cho Diệp Quân, cho anh. Diệp Quân nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt tò mò, hắn đã từng nhìn thấy thứ này trong tay Nhị Nha. Lúc đó hắn đã rất tò mò rồi. Tô Tử chớp mắt, biết dùng không? Diệp Quân lắc đầu. Khóe miệng Tô Tử hơi nhếch lên, đi, lên xe tôi dạy anh. Diệp Quân gật đầu, được. Tô Tử kéo Diệp Quân ra khỏi cửa hàng, về lại xe, Tô Tử lấy điện thoại của Diệp Quân lại rồi dạy hắn cách dùng. Một lúc sau, Diệp Quân hơi ngạc nhiên nói, sau này muốn liên lạc thì bấm số này là có thể liên lạc được với cô ư. Tô Tử gật đầu, đúng thế. Diệp Quân khẽ nói, truyền âm phù nghìn dặm à. Tô Tử cười đáp, có thể nói như vậy. Nghe nói ngoài ngôi sao màu xanh, kỹ thuật bên phía Ngân Hà Tông còn phát triển hơn.
Diệp Quân khẽ gật đầu, những kỹ thuật trong tay mẹ hắn cực kỳ lợi hại, đến đại đế cũng phải quỳ rạp xuống đất. Trên xe, Diệp Quân tò mò nghịch chiếc điện thoại mới trong tay, thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu nghe có vẻ rất ngây thơ. Tài xế nghe cuộc đối thoại của hai người mà không nói nên lời, chẳng lẽ đại ca này chui ra từ trong đá? Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên nhấn nút, trong túi Tô Tử lập tức vang lên tiếng chuông. Tô Tử lấy điện thoại ra rồi nhấn nút, cười bảo, alo. Nghe thấy giọng Tô Tử vang lên từ điện thoại, ban đầu Diệp Quân sửng sốt, sau đó hắn bật cười. Khoa học kỹ thuật. Đương nhiên hắn không xa lạ gì khoa học kỹ thuật, nói đùa, người đỉnh nhất nền văn minh kỹ thuật là ai? Tần Quan. Đó là mẹ ruột của hắn đấy. Chỉ là hắn rất ít tiếp xúc, nhưng hắn biết Tần Quan có rất nhiều đồ dùng công nghệ cao. Lần này sau khi trở về, hắn phải nghiên cứu thật kỹ. Diệp Quan lại nói, bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cô. Tô Tử bình tĩnh nói, trừ vào tiền lương tháng sau của anh đi. Tháng sau? Diệp Quân ngẩn ra. Chẳng phải hắn đã nói tháng sau không làm việc nữa sao? Tô Tử lén quan sát Diệp Quân, thấy hắn không từ chối, trên mặt cô ấy lập tức nở nụ cười. Một lúc sau, hai người đến tập đoàn Tô Thị. Cả hai đi đến tầng cao nhất, vừa mới vào văn phòng thì nữ thư ký đã ôm một đống tài liệu bước vào. Tô Tử bắt đầu bận rộn. Diệp Quân đi đến giá sách bên cạnh, bắt đầu đọc. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào một quyển sách cổ, Bể Dục Tình Mê. Bể Dục Tình Mê. Diệp Quân hơi tò mò, cầm lên xem, vừa xem đã giật mình, nội dung thoáng vãi. Nhưng đọc dần Diệp Quân lại hơi say mê. Cuốn sách này chủ yếu kể về câu chuyện của một nhóm người bảo vệ ngôi làng, mà cầm đầu là bốn người phụ nữ, đọc dần Diệp Quân bỗng cau mày. Sao hắn lại thấy có gì đó sai sai? Cốt truyện của cuốn sách này hơi quen. Diệp Quân đọc rất nhanh, nhưng càng đọc hắn càng thấy quen, không chỉ cốt truyện quen thuộc mà đến văn phòng cũng quen thuộc. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân vội lật trang đầu tiên, tác giả Thôn Thạch. Thôn Thạch. Nhìn thấy hai chữ này, Diệp Quân ngớ người tại chỗ. Chẳng lẽ là chân thần viết? Nhưng sách chân thần viết lại ở hệ Ngân Hà. Lẽ nào cô ta thật sự ở hệ Ngân Hà? Diệp Quân im lặng, trong lòng chấn động, chắc chắn quyển sách này do chân thần viết, vì hắn đã từng đọc một số sách cổ do cô ta viết, có thể nói là văn phong giống y như đúc. Lúc này Tô Tử đi tới, khi thấy quyển sách Diệp Quân cầm, cô ấy đỏ mặt, sao, sao anh lại đọc quyển này? Diệp Quân vội hỏi, cô Tô Tử, cô biết người viết cuốn sách này không? Tô Tử lắc đầu như chống bỏi, không, tôi không biết, tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Diệp Quân cười khổ, tác giả của cuốn sách này có thể cũng là người tôi quen, ồ không đúng, có thể là chị gái của người tôi quen. Chị gái? Tô Tử hơi ngạc nhiên. Diệp Quân gật đầu. Tô Tử nói, cuốn sách này không phải do tôi mua, là một người bạn ở Yến Kinh gửi cho tôi. Diệp Quân nhíu mày, Yến Kinh. Tô Tử gật đầu, đúng thế. Nét mặt Diệp Quân trầm xuống, chẳng lẽ chân thần ở Yến Kinh? Tô Tử cười, đừng vội, tối nay là chúng ta có thể gặp được cô ấy rồi. Diệp Quân sửng sốt. Tô Tử khẽ mỉm cười, lần này cô ấy đến đây để bàn chuyện làm ăn với tôi, tối nay tôi và cô ấy sẽ gặp nhau ở câu lạc bộ Vô Biên. Diệp Quân hơi kinh ngạc, câu lạc bộ Vô Biên. Tô Tử gật đầu, chẳng phải anh nói ở câu lạc bộ Vô Biên có thể có người anh quen sao? Tối nay chúng ta đến đó đàm phán, làm thẻ hội viên, sau đó chúng ta đi gặp quản lý câu lạc bộ. Anh nói chuyện với đối phương, xem có thể tìm được người anh muốn tìm hay không. Thư ký ở bên cạnh bỗng cười bảo, ban đầu chúng tôi đặt ở nhà hàng Vân Thương Cơ, nhưng cô chủ đã vì anh Diệp mà thay đổi địa điểm đấy. Tô Tử liếc thư ký, nhiều chuyện. Diệp Quân nhìn Tô Tử. Khẽ nói, cảm ơn cô. Tô Tử mỉm cười, khách sáo cái gì? Nhưng anh phải đồng ý với tôi một chuyện, đến đó không được gây sự. Diệp Quân cười đáp, được. Tô Tử chớp mắt, chắc chứ. Các cô gái ở đó đều rất xinh đẹp đấy. Diệp Quân lắc đầu cười, chẳng lẽ còn có thể xinh đẹp hơn cô được chắc? Tô Tử nháy mắt nhìn Diệp Quân, tôi rất đẹp à? Diệp Quân gật đầu, thành thật đáp, rất đẹp, dáng người rất tuyệt. Nụ cười trên mặt Tô Tử lập tức lan rộng, trong lòng vô cùng vui vẻ, tuy cô ấy đã được khen vô số lần, nhưng không lần nào vui như lần này.
Cô ấy cũng không biết tại sao. Lúc này, thư ký đi vào, cô chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi. Tô Tử khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Quân, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu, được. Câu lạc bộ vô biên, ta tới đây. Bạn trai. Khi rời khỏi tập đoàn Tô Thị, trời đã tối đen, bây giờ là mùa thua, trời đã hơi se lạnh, gió thổi tới khiến cho Tô Tử mặc không nhiều không khỏi ôm lấy hai cánh tay, run lẩy bẩy. Thấy thế, Diệp Quân mau chóng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Tô Tử. Tô Tử nhìn Diệp Quân, khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Xa xa, xe đã đỗ sẵn, còn có 10 vệ sĩ nữa. Rõ ràng sau khi xảy ra chuyện lúc trước, bây giờ nhà họ Tô rất coi trọng sự an toàn của Tô Tử. Sau khi Diệp Quân và Tô Tử lên xe, xe nổ máy đi thẳng đến câu lạc bộ vô biên. Diệp Quân vô cùng hứng thú nhìn bên ngoài xe, bên ngoài khắp nơi đều là nhà cao tầng, đèn đuốc sáng trưng, xe cộ qua lại, vô cùng náo nhiệt. Cảnh tượng thế này không bao giờ thấy được ở vũ trụ Quan Huyên. Đúng lúc này, Diệp Quân cảm nhận được một cơn gió thơm thổi tới. Sau đó hắn thấy Tô Tử tựa đầu vào vai mình, cùng lúc đó, tiếng ngáy khe khẽ của cô ấy cũng vang lên. Ngủ thiếp mất rồi. Diệp Quân nhìn Tô Tử, hắn biết cô gái này đã quá mệt. Lúc ở phòng làm việc, hắn đọc sách cả buổi chiều, còn Tô Tử thì làm việc cả buổi chiều, không dừng lại dù chỉ một giây, thậm chí còn không uống nước. Diệp Quân thở dài trong lòng, cô gái này cũng không dễ dàng, giống như hắn vậy. Người ngoài nhìn vào thì thấy hắn là người thừa kế gia nghiệp, thực tế mỗi ngày hắn đều chạy ngược chạy xuôi vất vả. Đánh từ Diệp tộc đến bây giờ, hiện tại hắn mới được sống bình yên 2 ngày. Quá khó khăn. Khoảng 1 giờ sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, mà Tô Tử thì vẫn đang ngủ. Tài xế không dám đánh thức Tô Tử, ông nhìn Diệp Quân. Tuy Diệp Quân trên danh nghĩa là vệ sĩ, nhưng người mù cũng nhìn ra được quan hệ giữa anh và Tô Tử không bình thường. Diệp Quân khẽ mỉm cười, ý bảo tài xế chờ một lát. Tài xế gật đầu. Hơn nửa tiếng sau, lúc này Tô Tử mới chậm rãi mở mắt ra, thấy mình dựa vào vai Diệp Quân, cô ấy vội ngồi thẳng dậy, đỏ mặt nhìn hắn, tôi ngủ quên mất. Diệp Quân gật đầu, cười nói, thấy cô mệt quá nên tôi cũng không quấy rầy cô. Tô Tử khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì, cô ấy lấy điện thoại ra xem, sau đó biến sắc, thôi xong, muộn rồi. Đi, chúng ta đi mau lên. Nói rồi cô ấy kéo Diệp Quân xuống xe, sau đó đi thẳng đến một tòa nhà sang trọng ở phía xa. Tòa nhà cực kỳ xa hoa và hoành tráng, trước cổng có 32 cây cột đá, cao đến 10 trượng, uy nghiêm không gì sánh được. Mà hai bên trái phải trước cửa có khoảng 30 người đàn ông mặc vest đang đứng, người nào cũng cao lớn, dáng người thẳng tắp, vừa nhìn là biết đánh nhau rất giỏi. Tô Tử kéo Diệp Quân đi tới trước cổng. Lúc này một người đẹp hơn 30 tuổi bước ra nghênh đón, cô ta tiến lên cung kính nói, cô Tô Tử. Tô Tử hỏi thẳng, khách của tôi tới chưa? Người đẹp đáp ngay, nửa tiếng trước đã tới rồi ạ. Tô Tử không nói nữa, kéo Diệp Quân chạy vào trong, vừa vào cửa, Diệp Quân và Tô Tử đã sững sờ. Đứng trước một họ là một dàn phụ nữ, chừng khoảng 20 người, dáng người ai cũng cao gầy, mặc váy dài cực kỳ hở hang. Có chỗ lộ ra hơn phân nửa, da trắng như tuyết. Những cô gái này đều rất xinh đẹp, nếu ở ngoài kia thì đều là hạng nữ thần. Khi Diệp Quân và Tô Tử sửng sốt thì các cô gái đột nhiên cúi đầu thật sâu, đồng thanh hô chào ông chủ. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Chết tiệt, vô biên chủ thật biết chơi. Mặt Tô Tử lạnh lùng, cô ấy kéo Diệp Quân chạy về phía xa. Các người đẹp ở đây nhìn theo hướng Diệp Quân rời đi rồi nở nụ cười. Loáng thoáng còn nghe thấy có người nói, đẹp trai thật đấy. Phụ nữ ở đây đều rất táo bạo, khi nói chuyện còn không biết ngượng hơn, nói một hồi thì nói tới một số điều linh tinh, Tô Tử nghe mà nổi giận. Diệp Quân cũng hãi hồn. Phụ nữ ở đây cởi mở hơn phụ nữ ở vũ trụ Quan Huyên quá nhiều. Trên đường đi, Diệp Quân và Tô Tử đi về phía xa dưới sự dẫn đường của người phụ nữ xinh đẹp, Diệp Quân tò mò nhìn xung quanh, bốn phía nguy nga lộng lẫy. Tựa như đại điện hoàng cung, cực kỳ xa hoa. Mà trên tường còn có một số hình ảnh xấu hổ. Dưới sự dẫn đường của người phụ nữ xinh đẹp, Diệp Quân và Tô Tử đến trước một phòng riêng sang trọng. Sau khi đi vào, Diệp Quân nhìn thấy hai người phụ nữ, một người chừng 30 tuổi,
mặc váy dài xẻ ngực sâu màu đỏ sẫm, bộ ngực lộ ra một nửa, khe sâu hun hút vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt của người phụ nữ cũng tuyệt đẹp, ngũ quan tinh tế đến mức gần như hoàn mỹ, không chút tì vết, đặc biệt là đôi mắt kia, dường như có thể nhìn thấu lòng người, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Quyến rũ và gợi cảm. Cực kỳ có khí thế. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Quân khi nhìn thấy người phụ nữ này. Mà bên cạnh người phụ nữ này còn có một cô gái nữa, người này chừng 15 tuổi, ăn mặc loè loẹt, tóc ngắn màu đỏ rực, trên cánh tay còn có hình xăm, trông rất đàn anh đàn chị. Nhan sắc cũng tạm, chỉ là cách ăn mặc này khiến nhan sắc của cô ấy giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy người phụ nữ váy đỏ, Tô Tử lập tức nở nụ cười, chạy lên trước ôm chầm lấy người phụ nữ, cười bảo chị Vân Mạn, đã lâu không gặp. Cố Vân Mạn mỉm cười, hôm nay tới muộn cơ đấy, không giống phong cách của em đâu nhé. Tô Tử kéo Cố Vân Mạn ngồi xuống, mỉm cười đáp, xin lỗi chị, em ngủ quên trên xe. Cố Vân Mạn khẽ cười, sau đó nói với người phụ nữ xinh đẹp đứng ở cửa, quản lý Mạc, mang đồ ăn lên đi. Quản lý Mạc đáp mau, vâng. Nói xong cô ta đi ra. Diệp Quân bỗng lên tiếng, cô Tô Tử, hai người nói chuyện đi nhé, tôi ra ngoài. Mặc dù hắn cũng rất muốn hỏi nguồn gốc của cuốn sách đó, nhưng lần này Tô Tử tới để bàn chuyện công việc, vì vậy đợi cô ấy bàn xong thì hỏi sau. Nói xong Diệp Quân định rời đi, nhưng lúc này Tô Tử lại nói, anh ra ngoài làm gì? Sắp ăn cơm rồi, chẳng lẽ anh không đói? Nghe Tô Tử nói thế, trong mắt Cố Vân Mạn thoáng qua vẻ ngạc nhiên, cô ta nhìn Diệp Quân hỏi, Tô Tử, người này là, bạn trai em hả? Bạn trai? Nghe Cố Vân Mạn nói thế, mặt Tô Tử thoáng đỏ lên. Cô ấy vừa định phủ nhận, nhưng nghĩ đến định nghĩa bạn trai mà Diệp Quân biết, nếu cô ấy phủ định, chắc chắn người đàn ông này sẽ nghĩ nhiều, nhất thời cô ấy hơi khó xử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.